nay chúng ta tiếp tục cái lớp học về Atthakamma. Thật sự ra hết là cái bài, cái bộ này là một cái giải thôi. Chứ là tự nghe kịp ha. Chứ tự học cái này là bộ là một cái giải, nó còn có 9 chương. Mà chúng ta bắt đầu đã đi vào trong chương thứ nhất rồi đó. Là chương về tổng hợp về tâm. Thì các cái Phật tử mà chúng ta cứ theo dõi qua cái quyển sách mà mỗi Phật tử thì phải có cái quyển sách là tổng hợp nội dung vô thiền pháp đó. Ở đây cái Phật tử nào chưa có đó, xin liên lạc lên, xin liên lạc với ban điều hành lớp đó, là lớp trưởng lớp phó đó, để xin với các vị đó để chúng ta phân phối lên cái để có đủ. Vì nào chưa có nè, là chưa có sách tổng hợp nội dung vô thiền pháp nè, cho xin. Quý Phật tử vị nào chưa có cuốn sách này á, thì xin liên lạc với lớp trưởng lớp phó để chúng ta có cuốn sách. Chứ không có chưa hả? Có chưa? Chưa có hả? Giơ tay lên á để gọi chúc mừng thì các quý Phật tử mình có biết thì sẽ ở đây mình còn không á, anh Linh anh Đặng Nghiên không có hả? Không có. Thì chú thích cái nào mang sao mang lên cho quý Phật tử thùng ở đây đây để có cái gì khó cho nó giải nha. Rồi bên này các quý Phật tử mình có cái bản Niêu Chi Pháp của Pháp nè, phải không? Thì cái bản Niêu Chi Pháp này á mà sư phát ra cho quý Phật tử đó, cái con số cái này là cái này là những con số quý tử nghe kịp ha. Sư đánh lên mà sư không có đưa cái bài thì viết ra con số này. Thấy không? Sư đánh lên hết trơn rồi nhưng mà sư không có viết cái bài mà đã bài cái tên của con số đó. Thì các quý tử cứ giữ cái đó đi. Còn cái bảng bên đây là chúng ta học về cái bảng này là nó có màu sắc thôi nhưng mà không có con số và cũng không có cái chữ nghĩa nào trong đó hết. Rồi sau khi mà sư phát cái này ra xong đó thì bắt đầu kể từ ngày hôm nay và những tuần sau á, là không có những Phật tử nào còn dùng những cái bản niêu mà có chữ ở trên đó nữa. Nghe kịp không? Không còn có người Phật tử nào giữ những bản niêu mà còn có chữ ở trên đó nữa. Thứ nhất là vì lý do là những cái chữ đó nó không còn có ý nghĩa giống như quyển sách mà quý Phật tử có trong tay. Tại vì sư sửa một số từ ngữ ở trong đó rồi. Do đó các quý Phật tử học ở trong bản niêu này và quý Phật tử coi qua quyển sách đó làm cho quý Phật tử sẽ bị đảo lộn, khó mà theo dõi được cái từ ngữ. Cái đó là điều rất là quan trọng. Do đó các quý Phật tử phải cẩn thận vô cùng. Tại vì khi mà quý Phật tử coi lại những danh từ định nghĩa về tâm á thì nó không còn có giống như cái quyển sách mà quý Phật tử có trong tay. Cái từ ngữ định nghĩa trong tâm á, các tâm ở trong sách á hoàn toàn khác biệt với cái bản Niêu Chi Pháp mà quý tử có, bản Niêu Chi Pháp có tên. Chính do đó đó, trời sư sợ là các quý tử học đó sẽ bị thắc mắc hay là bị confused là sao cái tên nó như vậy mà trong sách nó đi như vậy đó. Thì sư xin đính chính lại là sư đã có sửa những cái từ ngữ đó phù hợp đúng theo cái từ ngữ Pali. Do đó các quý tử không nên dùng những bản Niêu Chi Pháp mà còn có tên ghi trên bản niêu nữa. Điều thứ hai là điều tất nhiên là chúng ta phải học thuộc lòng chứ không có ý nương tựa vào trong cái bản niêu có tên rồi đó. Và các ông thì nhớ không thuộc lòng á thì sau này quý tử khó dùng lắm. Điển hình chính nhất á mà sư có cái kinh nghiệm á về Abhidhamma thì sư vào pháp hành á nó rất là lợi ích cho sư là như thế này. Là khi quý tử ngồi thiền á, cái tâm quý tử lên á, quý tử định nghĩa được cái tên, cái tâm nó như thế nào, là quý tử giải quyết được cái tâm nó được đó. À, nó như vậy đó, nó mới giá trị. Chứ còn nếu như quý tử mà lúc đó đó, mà quý tử ngồi thiền á, cái tâm quý tử lên cái loại tâm nào, quý tử nó mở bản niêu ra coi luôn. Cái tâm này nó mấy luôn, mà gặp nhiều người không có kiếm nào đâu đó. Lần hỏi thiền sư, cái số này xuống mấy rồi, cái tâm này tên gì đó. Có khi phải hỏi như vậy nữa đó, có không? Chắc có khi có. Do đó sư xin đó là quý Phật tử phải tự thương lấy chính mình, phải tự thuộc lòng lấy cho chính mình, chứ đừng có ý lại đó rồi tới khi mà
vào cái cuộc pháp hành á, tức là ta ra trận chiến rồi đó, lúc đó mới tự ra trận chiến á, cái tự không thuộc cái tên của mình á, cái tự không định nghĩa được tên của mình á, thì cái tên tâm đó đó thì tự sẽ bị lúng túng. Mà cái phút giây mà cái tự bị lúng túng đó nó kéo dài bao nhiêu á, là chúng ta mắc cái lợi ích cái sự tu tập thiền của ta ngay tại đó bao nhiêu đó. Cái tự nghe kịp không? Do đó những cái tên này cũng phải thuộc, phải thuộc giống như là tên sổ an sinh xã hội Phật tử, hay là tên mà quý sư tử có trong người Phật tử có vậy đó. Có nhiều người Phật tử thời gian sau tu lâu lắm mà tu chính xác lắm, mà tu dễ sợ đó, mà tu nhuần nhuyễn mà thuần thục lắm, lại hỏi sư hấp danh con tên là gì. Ông tên hấp danh của con tên gì xin nhớ không, hấp danh con tên gì xin nhớ không, cái sư nói sư không có nhớ thì với ta sư làm sao xin nhớ được đó. Mà lại hỏi sư như vậy đó, thì cái pháp danh mình còn quên được á, thì cái tên tâm này mình cũng dễ quên lắm, nó không có dính líu gì với mình đó, mình nhớ chỉ và đó nguyên người tệ bại cạn thạc rồi chưa. Đó là điều thứ hai, lợi ích cho khi với một tử tu về pháp hành á, cái tử phải thuộc làm tên á, khi lúc đó tôi ngồi niệm danh cái tên đó cũng tự ra được liền à. Mà khi mà mình thấy được cái tên, cái tâm của mình á, mình đọc được cái tên của lúc đó đó, là cái con đường mà giải đáp sự thắc mắc của tự ngay tại lúc mà ngồi thiền hành đó đó, nó đi gần như là hơn phân nửa, 60% như vậy đó. Tôi ngồi thấy cái tâm này là tâm gì, định nghĩa nó được liền. Và khi mà định nghĩa được nó gì đó, mình giải quyết được nó cách rất là dễ dàng. Cái đó là kinh nghiệm trong sự ứng dụng trong Abhidhamma là vậy đó. Quý Phật tử biết không, có một vị sư Việt Nam đi qua bên Thái Lan ghi danh cái trường thiền dạy Vipassana ở tại nơi Bangkok, ghi danh dòng sông của nó, thì trường đại học đó đó, trường này dạy thiền đó đó, gọi là thiền đường đó đó, họ hỏi cho có học Abhidhamma chưa. Cái vị sư đó nó chưa có học, thì phải học 6 tháng Abhidhamma mới được cho ghi danh mà học Vipassana. Nếu như mà vị thiền sinh đó hay là cái vị ghi danh học đó mà không học Abhidhamma, họ không cho vô lớp học đâu. Có đó là quả quyết. Chính do đó đó, chính do đó đó mà ngài hộ pháp đó, là cái vị đó đó, xin nói lúc đó tới đó, phải trở về Việt Nam đi lại học ở nhà tịnh sự. Tại vì khi mà mình học Vipassana ở tại Thái Lan đó, đã ghi danh là đóng tiền, xem cái đó nữa, thêm cái phần nữa là mình học thêm Abhidhamma này nữa đó, là phải đóng tiền á, tất cả đều là phải đóng tiền học phí hết á, để mà mình được học. Mà khi mà học như vậy tốn tiền lắm, thì trường đại học đó đó họ mới giới thiệu vị sư hộ pháp đó đó về Việt Nam học với Santa Kicho, là ngài tịnh sự đó. Santa Kicho là và Bali, tên Việt Nam là tên tịnh sự đó, tốn tiền. Thì ngài hộ pháp đó phải trở về Việt Nam học 6 tháng với ngài tịnh sự xong đó, trở qua bên Thái Lan đó, vô lại cái thiền đường đó đó, thì họ hỏi học đâu chưa, học Abhidhamma ở đâu, học cái Santa Kicho là đủ vô học thiền được rồi đó. Tại vì sao, khi mà vô á mà mình học Abhidhamma xong rồi đó, thì lúc mà mình đi trình pháp đó, mình trình pháp không phải mình nói cái tâm của mình theo cái mình định nghĩa, mà mình nói tâm mà mình hiểu cái tâm này đó, thì quý Phật tử đã được đi phân nửa cái sự trình pháp với thiền sư với mình rồi đó. Thưa bạch sư, con ngồi thiền con còn tâm câu hành tập tham câu hành hỷ tương kiến vui vậy, là người ta biết là tâm số 1. Tâm tham câu hành hỷ tương kiến vui vậy, ta biết tâm tập số 2, ta biết rõ liền. Vậy đó thì người ta sẽ thấy rõ những gì mình nói. Chứ còn không á thì coi như là mình nói họ biết là mình không có căn bản về Phật pháp, mà pháp học không có đó, thì pháp hành nó phải diễn đạt cho mình, nó phải triển khai khó lắm. Có những thiền đường đó họ vô họ giảng trong một cái khóa mà gọi là trình pháp á, họ nói toàn xuyên suốt về tâm của Abhidhamma không à. Cho đó đó, họ không có nói những cái loại mà mình nói, chứ tôi ngồi tôi còn thấy buồn, tôi còn thấy tê, tôi còn thấy nhức, không có. Tâm nào là tâm sở, loại nào năm ngày tâm sở, phải định nghĩa xác biết và đúng chính xác thì ta mới nghe được, ta mới hiểu được. Và chính cái đó là mình lấy được cái pháp loại đó đó, mình giải quyết được cái phương pháp hành. Do đó đó, đó đi vào phân đôi là như vậy đó, pháp học và đi pha học phân đôi với pháp hành. Và khi mà mình phải nắm vững như vậy đó thì nó rất là lợi. Sở dĩ sư không có qua những cuộc khảo hạch, sư không có qua những cuộc kiểm tra hay là có những kiểm soát của các vị mà lúc mà sư qua bên những điện sư hành thiền đó, là sư chỉ cần lên trình pháp, sư nói tên tỉnh các bồ tâm đó,
là đủ để các vị thiền sư đã hiểu cái khả năng sư là cái tên loại nào rồi, thì đã coi như xong. Đó là cái kinh nghiệm mà sư đã trải qua, là ít như vậy đó, mà quý ông tử phải càng có như vậy đó. Nay chúng ta có cái điều học này đó, tôi nên chuẩn bị hành trang để sau này cái gì mà mình đi qua chính điện hay là qua các trung tâm truyền đường hoặc các quốc tế đó, mình nói những tên loại tâm đó đó, nếu quý tử nói được thêm những loại tên loại tâm bằng tiếng Bali nữa đó, thì quý tử còn nhánh hơn nữa đó. Giống như kỳ rồi sẽ nói chuyện với cái vị sư mà gọi là ngày Tam Tạng thứ sáu đó, thì ngài nói tiếng Bali, tiếng Thọ đó, Thọ nó có hai là thiện và bất thiện, chứ nó không, Thọ nó có ba, thì sẽ phải nói tiếng Bali, Kusala, Akusala, Abhyagata, thiện, bất thiện và vô khí, thì mình nói rõ vậy đó. Thì khi mà mình nói như vậy đó, thì các vị sư đó đã biết là mình có cái khả năng rồi, thì xong. Do đó nó mới tự phải có những cái sự chuẩn bị mà sư đây là lót đường cho quý tử đi rõ ràng vậy đó. Thì khi mai mốt quý tử mà đi trở lại thiền đường ở bên Miến Điện nữa đó, thì này quý tử có hành trang, có tư lương, có chốn biết vô cái là dễ dàng liền à. Chứ ông ta nói mình từ một hành tinh rồi xa xôi quá xa mình đi tới cái chỗ này rồi khó năng người ta không hiểu nó còn xỉu nữa. Quý tử ở đây hay ở hành tinh khác đó, không cho lời nữa rồi. Quý tử đang ở hành tinh chắc tỉnh khác tới hả? Năm thì Bồ Châu ha, chứ không phải Tushita xuống nè. Tushita thì chứ cũng có người mà ta sẽ tu nữa nha. Coi chứ hả? Còn cái nào chưa có bản điều này sư phát lại. Cái vị nào chưa có cái này là bữa nay chúng ta phát ra rồi chưa? Rồi anh nhờ anh mình. Và cái vị nào mà chưa có đó thì phải mau lấy, chứ không thì ta mắc phải đó đó, được chưa? Rồi coi anh đặt lên và còn hai cái nữa, cái màu cái gì cũng vậy hết á, được chưa? Cái màu còn một cái nữa rồi. Rồi bốn cái. Thì là chưa có thì phải chuẩn bị, phải chưa? Sắp luôn. Chưa? Rồi chưa? Rồi, quý Phật tử sẽ có tất cả những cái bản điều nó xong ở trong tay, thì quý Phật tử phải chuẩn bị mà, phải chưa? Rồi, cái thứ hai là chúng ta đã giải đáp rồi ha. Cái thứ ba nữa đó là chúng nói là cái màu sắc á, hồi xưa đó chỉ nói cái tâm sự của sư, hồi lúc mà sư mới vô học của ngài tỉnh sư đó, thì ngài cho sư một sách vậy nè, một sách mà ngày mai còn thành chỉ đóng cái đinh xuống sọ chỉ mai, chứ không có mà đóng đinh và làm bìa làm sách giống như hiện đại như bây giờ đâu, mà năm đó năm 80, 81 mà sư học cùng mình thọ chỉ mai không à. Thì vô cái là ngài đưa cho sư hai cái giết trì cho sư mượn, hai cái giết trì á đằng sau nó có cục gôn vậy nè, đúng không? Cái chiếc trì còn ngài đưa cho sư hai cái tâm bông, cái tâm bông là cái mực mực á, cái chấm cái chiếc trì với cục gôn vậy nè, chấm xuống ra thì ịnh vô cái cơ lỗ này. Sư học cái tâm nào á, ngài dạy sư cái tâm nào, cái ngài kêu cái tâm nó màu đỏ, cái mình bấm cái nút đỏ định vô cái chiếc trì khác, ngài cho hai cái mà cái mực, ngài nói cái tâm nó màu xanh thì lấy cái chiếc trì màu xanh cắm vô cái mực xanh, ngài bỏ vô cắm vô cái này thì đó. Đó, là cái chấm vậy. Cái sư cấm 6 tháng như vậy đó. Hồi lúc mà còn làm cư sĩ, lúc mà vô ngoài học đó, 6 tháng như vậy đó. Cái về cái mẹ sư hỏi chứ, con vô trong con học cái gì trong đó như sư cả vậy. Cái sư nói chứ, con vô con học vui lắm, chưa từng thấy. Cái mẹ sư nói chứ cái gì mà vui, con học xuống đầu không à. Con vô học xuống ngầu không à, xanh đỏ đỏ trắng trắng vậy đó. Cái mẹ sư nói đâu có học xuống ngầu, sao con nói gì mẹ con học xuống ngầu mà mẹ con không hiểu đó. Trời ơi má vô trong coi hay lắm, mà sư con không có hỏi, mà ngày con không có dạy. Cứ lên xanh, bấm đậm xanh, đỏ, bấm đỏ, xanh đỏ, bấm đỏ, xanh đỏ, bấm đỏ, xanh đỏ, mà cứ làm liên tục ra, mà ngày không có nói. Không có nói gì hết á, lấy màu xanh đi, con lấy màu xanh bấm lên, cái màu đỏ bỏ lên đi. Rồi chú siêu hỏi chứ, có biết này biết không? Dạ không biết. Ngày nói sao con làm như vậy à? Không có nói nha. Rồi cái ta chiều đi về, cái sáng chiều về cái bấm nút vậy thôi nè.
Thì thành ra sư nói với mẹ sư là học sinh ngầu là đúng rồi. Thì mẹ sư nói không được, nói gì không đúng. Tại vì mẹ sư đã học Abhidhamma năm 1964 cái ngày tịnh sự rồi. Hiểu rồi. Cho đó là mẹ sư biết hết à. Mẹ sư nói chứ con vô con hỏi lại đi, cái này không phải học sinh ngầu, cái này là bản niệm chi pháp mà. Mà lúc đó đó đâu có đề bản niệm chi pháp này đâu. Tất cả cái chi pháp trong tâm tạng kinh điển nằm trong bản niêu này nè. Quý vị tự thấy khủng khiếp không? Mà cái bản niêu này chính do Ngài sáng tập ra, Ngài tịnh sự Ngài làm ra, chứ không phải ai làm. Do đó đó là cái tác phẩm này là cái tác phẩm của Ngài tịnh sự, Ngài sắp đặt. Tất cả chi pháp của tâm tạng kinh điển, tâm tăng ương, tâm chi bộ kinh, cơ ngô kinh, tất cả đều nằm trong đây. Không có nằm để làm sao? Thưa sư, vậy Thái Lan cái miếng điện không có? Không có, cái cách khác. Cái cách của chúng ta làm cái điện khác, sư có cái bản đồ của ta làm cái điện khác. Cái này là bản của Ngài tịnh sự, hoàn toàn là chính xác cái điều đó. Rồi chưa? Rồi cái thứ hai mà chúng ta được hiểu đó, lần đó đầu tiên nó sư vô cái xanh xanh đỏ đỏ gì thôi. Vậy nè, cái sau khi mà sư xuất gia, sư đi học sư tú á, thì Ngài bắt đầu mới dạy. Chứ hồi đó không có, chỉ mà vô bấm nút không nè, bấm nút cái kề này không đó. Rồi rồi xong xuôi đó, thì Ngài mới bắt đầu dạy. Thì quý tử thấy trên bản niêu này nó có 5 màu. Quý tử thấy trên bản niêu ấy có 5 màu. Màu đỏ, màu xanh dương, màu nâu. Phải không nè? Đó là hàng bên trên đầu cho mình coi nè. Màu đỏ nè, rồi màu xanh dương nè, rồi màu nâu nè, phải không? Còn màu đen thì màu vàng. Cái 5 màu đó quý tử nghe kịp không? Khi mà ta nói tới màu đỏ đó là ta nói là hỷ thọ. Ta nói màu đỏ, ta nói là hỷ thọ. Cái màu xanh, blue á, là ta nói đó là xả thọ. Rồi màu nâu, ta gọi là u thọ. Được chưa? Màu đen, ta gọi là khổ thọ. Màu vàng, ta gọi là lạc thọ. Thế ta có 5 loại thọ. Được chưa? Sự lặp lại, màu đỏ là hỷ thọ. Màu xanh là xả thọ. Màu nâu là u thọ, màu đen là khổ thọ, màu vàng là lạc thọ. Tức là ta có 5 loại thọ, phải tự nhớ ha. Được chưa? Rồi, do đó đó, khi mà chúng ta nhìn qua tâm á, ta học Abhidhamma này là ta học 121 cái tâm. Quý tự nghe kẹp ha, 121 tâm. Thì ta nhìn xuống nè, quý tự sẽ cho sư nhìn, cho sư nói lên sư chỉ, sau này có quen, cho quen nhìn nè. Hàng 1, hàng 2, hàng 3 ta gọi là tâm bất thiện. Ba cái tâm đó là tâm bất thiện. Hàng 1 ta gọi là tâm tham. Hàng 2 ta gọi là tâm sân. Hàng 3 ta gọi là tâm si. Ba hàng như vậy là 12 cái tâm. Nó gọi là 12 cái tâm. Ta gọi là tâm bất thiện. Hàng 1 cô có mà cứ dùng con, vời con. Trời, không có coi cái bản mà cũ có tên. Tại vì cái coi mấy cô biết mấy cô quen cái đó. Thì tại vô tập sách lên lộn hết. Tại vì sư sửa hết tất cả tên trong quyển sách đó rồi. Do đó hàng 1 đó là hàng tham. Tất cả tên tâm tham. Hàng thứ 2 là hàng tâm sân. Nó có 2 tâm sân. Hàng thứ 3 là tâm si. Nó có 2 tâm si. Cộng lại ta có 12 tâm bất thiện. Được chưa? Rồi ba hàng nó tiếp nhau, ba hàng nó tiếp theo nữa là thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Ta gọi là tâm vô nhân. Tâm vô nhân, kể chưa? Rồi tâm vô nhân này nó chia làm ba hàng, phải không nào? Bảy tâm đầu tiên á, là tâm quả bất thiện. Tâm quả bất thiện vô nhân. Rồi tám tâm kế đó gọi là tám tâm quả thiện vô nhân. Đừng có ghi suy nghĩ thôi. Có trong sách hết rồi, thì con ghi, mấy bậc con ghi, chết á, chứ con ghi. Ghi sư sĩ hoặc giờ sư nghe. Sư, con yêu cầu sư đứng chỗ, con quay với sư đi vào. Ờ, đứng chỗ là ngửa, đứng chỗ là ngửa, đứng chỗ là khổ đời ta. Đứng chỗ ta mỗi chân ta đi tới, rồi cho ta đỡ mỗi chứ. Trời ơi, con ghi đi, tóc không được. Xong rồi, cho một cặp một. Nha. Cái lớp học này nó khó quá hả? À. Cái gì cũng không rõ hết vậy mà. Mất đứng sắc luôn hả? À. Không ăn được. Rồi đứng ngát là lũ canh ra trên chỗ dinh tổng thống. Dạ. Yeah.
Chưa? Rồi, thì Phật tử sẽ thấy là ba cái tâm kế tiếp đó là ba tâm duy tác vô nhân. Được chưa? Rồi, ba cái hàng kế tiếp nữa đó, ba hàng kế tiếp với nhau nó chỉ có xanh và đỏ đó, là cái tâm đó là tâm dục giới tịnh hảo với kẹp kẹp. Được chưa? Rồi cái ba hàng kế tiếp nữa đó, ba hàng kế tiếp đây nữa nè, được chưa? Ba hàng kế tiếp đây nữa là tâm sắc giới, nó gồm có 15. Ba hàng kế tiếp kế nữa màu xanh không đó, ba hàng kế tiếp một toàn là màu xanh không đó, là tâm vô sắc giới, kịp không? Nó có 12. Rồi kế hết tất cả đây là nó có là 40 tâm gọi là tâm siêu thế, 20 tâm đạo và 20 tâm tâm quả, 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Cộng chung lại là chúng ta có tất cả là 121 cái tâm, nghe chưa? Rồi bây giờ suy ghi xuống cho quý tử sẽ thấy này nha. Quý tử ghi từ hàng 1, quý tử đếm dùm sư nè. Từ hàng 1 nè, bắt đầu đếm. Nè, từ hàng 1 này nè, là tuốt xuống cái hàng này này, nó có tất cả là bao nhiêu hàng? Bao nhiêu hàng đếm? Này học chuông của hai còn là 23. Đúng như vậy, 23. Giờ chúng ta đếm là ghi xuống 1 có 23 hàng hết nè. Chúng ta ghi hàng 1 chúng ta gọi là gì? Tâm tham. Hàng 1 là tâm tham nó có đá. Rồi thứ hai là tâm sân, nó có 2. Rồi chưa? Rồi thứ ba tâm si có 2. Được chưa? Rồi bắt đầu ghi tiếp. Tâm hàng thứ tư chúng ta gọi là gì? Tâm quả bất thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân nó có 7. Được chưa? Số 5, tâm quả thiện vô nhân nó có 8. 6, tâm di tác vô nhân nó có 3. Cái chưa? 7. Cái đấy, tâm đại thiện mà chúng ta có thể chú thích nó là dục giới, nha. Ta nói có 8, phải chưa? Số 8 đây là tâm đại quả, nó có 8. Số 9 là ta gọi là tâm đại vi tác, nó có 8. Rồi, hàng số 10 ta gọi là tâm thiện sắc giới, nó có 5. Rồi số 11 ta gọi là tâm quả sắc giới, ta có 5. Thứ 12 tâm di tác sắc giới có 5. Rồi số 13 ta gọi là tâm thiện vô sắc giới có 4. Số 15, số 14, tâm quả vô sắc giới có 4. Rồi, số 15, tâm di tác vô sắc giới có 4. Đó, như vậy thì là chúng ta đã qua tất cả đều là thuộc là tâm hiệp thế nè. Đó, chúng ta qua được tâm hiệp thế. Giờ chúng ta qua tới tâm 16. Phật tử ghi xong chưa? Chưa. Xin ghi xong rồi đó, Phật tử ghi xong chưa? Ghi xong rồi. Nghe chưa? Rồi, là tâm tiếp theo hàng 16 là ta tâm gọi là tâm sơ đạo. Sơ đạo có 5. Hàng 17 tâm nhị đạo có 5. 18 tâm tam đạo có 5. 19 tâm tứ đạo có 5. 20 tâm sơ quả có 5. 21
tâm nhị quả có 5, 22 tâm tam quả có 5, 23 tâm tứ quả có 5. Như vậy thì chúng ta cộng là hết tất cả là 121 cái tâm. Xong. Còn khô như vậy đó. Thì dễ như là lấy đồ trong túi ra. Được chưa? Vì nào như tập ký là kịp nhanh lắm. Cái phương tiện có chỗ nào đọc được nói cho CC đọc giùm cho. À, hàng nào cũng thể đọc cho được. CC viết rồi nhiều khi CC đọc cũng không được hết đâu. Rồi chứ. Mai mốt là tuần sau là không có một cái tâm, không có một bản yêu chi pháp nào còn có tên trên bản đó mà đem vô lớp nha. Vô tới lớp này đó là lớp trưởng phải kiểm tra và tịch thu hết. Và đem nộp lại cho sư, chứ không có người nào còn giữ lại bản nào hết á. Kịp chưa? Kịp chưa? Ở đằng xa, ông chịu lên ngồi gần, ngồi tốt tốt xa, không thấy được. Vậy mà cũng ngồi. Còn thấy không? Thấy. Đọc trước rồi. Đọc trước rồi hả? Ông nhân thiện thấy không? Ông chịu thấy không? Ok, được. Rồi chưa? Rồi chúng ta nên ta học tiếp nè. Như vậy thì khi ta học đây là coi như chúng ta học hết tất cả tâm mà có trong thế gian này, vừa hiện thế, vừa siêu thế, vừa phàm phu, vừa thánh nhân, loại nào chúng ta cũng biết hết. Thì khi đó, quý Phật tử khi mà quý tử tiếp xúc với người này với người kia, quý tử có đủ khả năng để quý tử biết tâm người đó là phàm phu hay tâm của bậc thánh nhân. Tâm nào nó cũng nằm ở vị trí đó, không có sai chặt đâu hết á, là coi như là chúng ta có đủ công thức rồi. Rồi từ đây về sau chúng ta không có còn phải đi hỏi sư không có thánh hiệp hàm sư, không có hỏi nữa nha, được không? Được không? Dạ được. Sẽ hỏi trả lời đó. Rồi có câu hỏi sư cái người đó tâm ở hành tinh nào tới không sư, có hỏi được không? Không có hỏi nữa, ở đâu nó có sẵn đó hết rồi. Kịp chưa? Quý tử xin sợ quý tử từng hành tinh khác đó thì xin triển khai ra, không phải là họ được. Còn nếu quý tử ở đây thì xin triển khai được, chứ còn hành tinh khác thì ngôn ngữ bất đồng lắm. Quý tử có cuốn một cái bản đi chi pháp bằng bàn tay sẽ không, sẽ có luôn á, tuần xa sẽ đem tới. Rồi cái quý tử làm cái laminate trong tộc rồi đó, quý tử để lên trên xe của mình, anh đi đâu cái mình để cái đó như là cái bộ màu mạng này đó. Nếu đi đâu mình có nó, để trên xe đó, mình lái xe cái mình nhìn vô, cái tâm này. Cái tâm mình đang phóng đi, lo tâm là cái nhìn vô, cái tâm đó, đọc liền. Thì cho nó như vậy đó, sẽ có cái một xíu gì nè, mà bằng laminate tộc bao nhiêu lâu rồi. Cái quý tử để ba đâu cũng để trên xe trên đó, hay là xỏ cái kim nó treo lên cái kim nó đó, mình thấy nó lắc lư lắc lư lắc lư, coi cho tâm nào cái lắc lư thêm nhìn kịp không. Hồi đó là sư học rồi, phải học như vậy đó. Nó thiệt là khi sư giờ vô phòng sư đó, cái bảng nêu nó nằm ở trên cái cửa dắt liền. Rồi sư đi ra thì bảng nêu nằm trên giảng đường, học cái ngày là vậy đó. Sư phải học liên tục, phải học để mình nhớ vô. Mà quý tử biết không, nguyên một bản cái này đó, ngày cho sư học có một ngày thôi, từ sáng tới chiều phải xong một bản. Không có nói ông đơ cái ngày hôm sau mà chưa thuộc đó. Học sao dồn nhét nhét như sao vô trong một bản một ngày. Nhưng mà bây giờ sư biết đó, lớp học của mình hiện đại hơn đó, thì 6 năm mình học xong cái bản này không sao. Không có tốn kém thời gian đâu, không lo. 6 năm chắc chắn là quý tin là quý Phật tử thuộc hết 6 năm cái bản này thuộc hết rồi. Không có gì mà trở ngại á, đừng nói là khó nha. Tự yên tâm, biết phải không? Là chưa? Rồi chúng ta có 121 tâm ha. Rồi chúng ta bắt đầu ghi vô tiếp nè. Đây ba cái này đó, người ta gọi là tâm bất thiện. Ba cái này ta gọi là tâm bất thiện. Được chưa? Rồi ba cái này đó, ta gọi là tâm vô nhân. Ta gọi là tâm vô nhân. Ta gọi là tâm vô nhân. Được không nè? Hàng thứ tư, hàng thứ năm, hàng thứ sáu, ta gọi là tâm vô nhân. Được chưa? Hàng thứ bảy, hàng thứ tám, hàng thứ chín, rồi ta gọi là tâm dục giới tịnh hảo. Dục giới
tỉnh háo. Thấy chưa? Đó. Đó, thế chúng ta là học vậy đó. 8, 7, 8, 9 là tâm dục giới tỉnh háo. Nghe chưa? Rồi chúng ta gạch ngang cái chỗ này, ta gọi là 54 tâm dục, dục giới. 54 tâm dục giới. Rồi đó, chúng ta xong cái phần là tâm dục giới rồi đó. Nó có 12 tâm bất thiện, phải không nào? 12 tâm tâm bất thiện có 12, tâm vô nhân có 18, tâm dục giới tình hảo có 20, 24, cộng lại chúng ta có 54 tâm dục giới, chạy qua 11 cõi. Từng vừa rồi ta học 11 cõi rồi, bữa nay cần xin nhắc lại không? Càng nghe thôi cũng có lần thì gắt đầu càng nhắc lại nữa. Hả? Họ tự nhiên họ sẽ kể qua 11 cõi mình có đi hết rồi mà. Có không? Ví dụ tên nào còn nhớ 11 cõi mình đi không? Còn hết rồi. Sẽ kể qua rồi 11 cõi qua hết chứ. Cõi thì tha quá tự tại là sao? Câu hoa quá là thiên là sao? Cõi dạ ma cõi đấu xuất đàm quá hết rồi. Thấy không? Kể hết rồi, kể chi tiết. Chút này nha. Nhưng mà bây giờ trả lời xì hết rồi em. Có gì nào còn nhớ không? Hả? Lấy cõi dục giới hả? Nhưng mà còn nhớ các cõi trời không? Hả? Nhớ. Bắt đầu lại hỏi xem sao. Rồi bắt đầu kẹt rồi. Quý một tử qua cái chương thứ 5 á, quý tử qua cái chương thứ 5 á sẽ đưa ra, bây giờ mới có chương quyển này có chương 3 thôi. Còn cái chương thứ 4 á là lộ trình tăng. Thì tới á sẽ đem xuống cho quý tử lộ trình tăng. Nó có một cái bản đồ rất là to mà nó gồm tổng quát hết 455 lộ. Rồi quý tử sẽ in ra rồi, sẽ phát ra cho quý tử mỗi người một tâm. Quý tử nếu mà muốn bảo vệ cho tốt á là quý tử phải làm nhé cái bọc bài này lòng nó lại nha. Cái bản đồ nó lớn lắm. Nó lớn bằng cái bản này nè, lớn bằng cái bản mình đây nè. Dạ. Và nếu mà tôi muốn nhỏ lại thì vô Office Depot đó làm nhỏ lại, nhưng mà sẽ sợ là cái làm nhỏ là tôi nhìn không có, nó nhiều cái chi tiết nhỏ chi tiết trong đó thì của tôi sẽ khó nhìn lắm, nó nhiều cái chi tiết lắm. Rồi sau đó cái khi tôi có cái bản nêu đó xong, cái bản đồ lộ trình tâm nó xong đó, thì sư bắt đầu sư mới đưa con tử cái loại mặt mẹ đồ lộ trình tâm bằng cái này. À, mình học vậy đó, mình học từ cái bản lớn, rồi sau mình học bằng lộ này, bằng bản đồ này trên thế này thôi, mà sẽ đưa hết tất cả lộ trình đắc thiền, lộ trình đắc đạo quả, lộ trình sơ đạo, lộ nghị quả đạo, đều có hết trong đó. À, nhiều như đó, rồi sắc pháp. Sau cái phần đó, cái sư đưa qua quý Phật tử một cái bản đồ đó, lộ trình sắc pháp. Lúc nó sắc nó sanh diệt sao? Lúc mà vô thay bà người mẹ, lúc 14 tâm không thành, xong sanh diệt ra sao, rồi sắc pháp hiện bài sao? Cho tới khi ra đời. Thì gặp người mẹ chính tháng, nhưng mà 3 tháng đầu, 2 tháng đầu, trong 8 tuần lễ thì 8 cái bộ thần kinh nó sinh lên như thế nào? Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, nó sinh lên có bao nhiêu tỷ số, nó có bao nhiêu trong lộ trình sắc đó, Đức Phật nó rõ hết vậy đó. Mà 2500 năm về trước, Đức Phật đã nói như vậy đó. Do đó chúng ta sẽ học, có bản đồ hết, ta có bản đồ để ta học hết. Thấy chưa? Do đó đó là cái này chúng ta đã học qua từ nhiều rồi về tâm dục giới. Thấy chưa? Rồi chúng ta đi tiếp là tâm sáng 11, hàng trung 11, hàng 12, hàng từ 13, ta gọi là tâm sắc giới. Tâm sắc giới nha, có 10, 15 cái tâm. Thấy chưa? Hàng 13, hàng 14, hàng 15, ta gọi là tâm vô sắc giới. Tâm vô sắc giới. Tâm vô sắc giới nó có 10, 12 cái tâm. Thấy chưa? Rồi, cộng hai cái tâm sắc giới và vô sắc giới này lại. Cộng hai cái tâm sắc giới và tâm vô sắc giới này lại, ta gọi là tâm đáo đại. Đáo là đi đến, đại là cõi rộng lớn. Hai cái tâm này cộng lại nhau đó thì nó có 27 cái tâm. Đến cái cõi rộng lớn, vô cùng rộng, lớn hơn cõi dục giới. Do đó ta gọi là cảnh đáo, đáo đại. 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới. Hai cái tâm sắc giới của sắc giới này cộng lại ta gọi là tâm đáo đại, đi đến cõi rộng lớn minh mông to lớn, ta gọi là tâm đáo đại. Được chưa? Rồi bốn
10, 16, 17, 18, 19 ta cộng này ha, bốn cái hàng này lại ta gọi là gì? Tâm đạo. Tâm đạo, tâm đạo có 20, được chưa? Rồi hàng 20, 21, 22, 23 ta gọi là gì? Tâm quả. Nhưng mà cái này á thì sư xin quý Phật tử phải ghi vô chứ không sợ hiểm lầm. Tâm quả này có tử cái gì? Tâm quả xíu siêu thế, chứ không lộn với tâm quả đằng kia, lộn với tâm quả sắc giới hay tâm quả vô sắc giới. Thì đó, ở đây có tử điện là tâm quả xíu siêu thế có 20, cộng chung lại tâm siêu thế chúng ta có 40 cái tâm, 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Chúng ta được chưa? Được chưa? Chúng ta qua được hết tất cả là 121 cái tâm. Do đó đó, khi mà quý Phật tử nắm được 121 cái tâm, ở hàng nào, sau này quý tư tập cho quen, nói cái hàng nào quý tự nhớ cái hàng đó là tâm gì đó, là quý tự theo dõi được cái tâm thức của mình rồi đó. Rồi, ở trên bản điêu chi pháp quý tử có mấy cái chỗ mà chấm thấy không nè, quý tự nhìn lên bản điêu chi pháp, nó có mấy cái chỗ chấm mà nó đứt đoạn đó, mà không có tô màu, thấy chưa? Quý tử thấy không? Là cái chỗ chấm đó. Nó nằm ở chỗ phần mà là tâm thiện sắc giới nè, phải không nè? Ở tâm thiện sắc giới hàng số 10, cái tôi coi hàng số 10 và hàng số 12 là cái nơi đó đó, nó có hai cái tâm mà nó đứt đoạn, nó không có liền, tâm nó đứt đoạn, thấy không nè? Trên bản điều trị pháp đó, dạ chưa? Trên bản điều trị pháp đó, quý tử coi trên bản điều trị pháp thì cái hàng thứ 10 á mà quý tử thấy cái chỗ đứt đoạn đó, quý tử là tâm thiện thông. Tâm thiện thông, dạ, yeah. Hay ta gọi là tâm thiện thắng trí. Cái tâm đó nó hiện bài thành thông đó, hiểu chưa? Đó, cái tâm mà hiện bài thành thông là ta xài cái tâm đó, chứ không phải là xài cái tâm sắc giới. Các bạn nghe kịp chưa? Đó, đó. Rồi cái hàng thứ 10, hàng thứ 12 mà nó đứt đoạn đó, cái tâm mà nó bị đứt đoạn nữa đó, ta gọi là tâm duy tác thắng trí. Tâm duy tác thắng trí cho chỗ đứt đoạn này nè, được chưa? Cái chỗ đứt đoạn đó ta gọi là tâm duy tác thắng trí. Cái hàng số 10 ta là tâm thiện thắng trí, tâm số 12 là tâm duy tác thắng trí, là nơi đó dành cho các bậc a la hán hiện thành thâm, chứ con người ta không có hiện, con người ta chỉ hiện về là tâm thiện thôi, được chưa? Xin nghe. Thưa sư, sao hai cái tâm đó lại không được để trong một cái, nó không có nằm trong cái phần mà gọi là 121 cái tâm. Cái phần này nó là cái tâm mà gọi là nó mình hiện bài ra, chứ nó không có nằm ở trong 121 tâm mà Đức Phật từng nói. Mà khi mà quý tử biết cái gì đó, quý tử nó nằm ở khúc nào, cái này là ý nghĩa mà Ngài thực sự đặt cái đó để chúng ta biết là ý nghĩa chúng ta ở lúc nào ta hiện bài. Là khi quý tử muốn hiện bài thành thông là quý tử phải vô tứ thiền sắc giới, rồi quý tử mới hiện bài thành thông được. Chứ còn sơ nhị tam thiền sắc giới chưa đủ khả năng để hiện bài thành thông, nhịp định chưa mạnh, năng lực chưa có và sáng trí chưa đủ, do đó khó hiện bài thành thông. Chính cái đó đó mà không có tới giai đoạn tứ thiền sắc giới mới hiện bài thành thông được. Quý tử nghe kịp ha? Nhiều quý tử tới Miến Điện thì tới này đó, thì nếu mà tháng 12 này chúng ta đi Miến Điện á, quý tử nào có đi á thì chúng ta gặp danh sách tôi đi á, thì sư sẽ dắt quý tử tới chỗ Ba Gan là tiếng Pali nó gọi Onsasana, là nơi đó là tôn giáo cổ điển đó, từ nơi đó là Phật giáo cổ điển đó, có cái hang động của Ngài Ananda đã tới đó, Ngài ở đó, Ngài hành tu hành thiền ở đó. Chúng ta sẽ tới cái đó Ba Gan là một cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ đi tới một cái chỗ đó là của Ngài Mông Gót, đó là Ngài đó hiện thành thông. Tối chiều á là Ngài đi đốt từng ngọn đuốc, đi thắp hết tất cả ngàn đồng đuốc ở trên các đồi cho các chư tăng ở đó hành thiền trên đồi núi á, có ánh sáng lửa đốt lên đó, và Ngài đi trên hư không, Ngài đi đốt vậy đó. Chúng ta sẽ tới cái nơi đó thì sẽ thấy các vị mà chiều tối là các vị hiện bài thành thông dễ dàng lắm. Nơi đó có nhiều cái thánh tích mà chúng ta càng nên biết, ở trên Ba Ngàn và sau đó vô trong rãnh lục sâu gần ở biên giới bên Ấn Độ á, thì chúng ta sẽ thấy chỗ đó đó Đức Phật có qua và các vị thánh tăng có qua lại giữa hai bên, giữa Miến Điện và Ấn Độ có qua giao lưu này,
có những cái dấu tích để lại này đó. Thì nơi đó đó, thường thường hồi xưa kia và ngày hôm nay thì hạn chế ít hơn là các vị đều hiện bài thành thông cả. Ở trong cái chỗ cái đó, có những cái nơi hang núi mà quý vị sẽ thấy nó thẳng dốc lên như thế này, thẳng dốc thế này, nhưng mà ở trong đó nó có những cái lỗ thì các vị đi lên như thế này đi vô, đi lên như thế này đi vô, chứ không có cột hàng, không có con đường lộ lên. Ở dưới đất á, các ngài đi bán các sân sông đó, đi tới ngay cái chỗ chân núi đó thì các ngài đi thẳng lên như này rồi đi vô hàng, thẳng lên rồi đi vô hàng, chứ không có cột hàng, không có đường lộ bắt đi lên. Vậy đó, cái chỗ, những cái chỗ đó đó quý tự sẽ tới nơi đó, và còn có những bút tích của các ngài khắc ghi lại ngày tháng ở đó sao nó ghi lại đó, đó hả. Mình cũng đi lên vậy đó, đi tới nó đứng cạnh đi lên thì được rồi, không có còn ai à, mấy cái ngày độ, cái ngày độ độ thì được rồi. Em mới tự kêu không, đang mình sẽ biết là những cái đó nó có sự kiện hồi xưa nó xảy ra như vậy đó, thì cái đó mình sẽ học và mình sẽ biết à, được chưa? Rồi ta có 121 cái tâm rồi ha, có thể nắm bắt được rồi đó. Giờ chúng ta hôm nay ta học tiếp phần mà là tâm bất thiện, chúng ta học tâm bất thiện. Như chúng ta nhìn trên bản đồ thì tâm bất thiện nó có hai màu, đúng không? Tâm bất thiện nó có hai, bằng tâm tham chứ, tâm tham nó có hai màu, tâm bất thiện thì nó có ba màu, đúng không? Đó, màu xanh, màu đỏ với màu nâu là tâm bất thiện nó có ba màu. Là chúng ta thấy rằng là gì, nó có hỷ, có xả và có u. Cái kiện à, giờ chúng ta hôm nay ta đi qua đầu tiên á, là chúng ta học về tâm tham. Ta có tám tâm tham, chúng ta tuần tự theo thứ tự nó, chúng ta biết. Chúng ta nhìn vô tám cái tâm tham này á, thì quý vị sẽ thấy nó chia làm hai, phải không nào? Bốn đỏ, bốn xanh, phải không nào? Bốn đỏ, bốn xanh, chúng ta bắt đầu đi theo. Bốn đỏ là bốn tâm tham, câu hành nỉ là màu đỏ, câu hành nỉ rồi chưa, rồi bốn tâm màu xanh đó thì ta gọi là bốn tâm tham, câu hành xả, đó là chúng ta định nghĩa được tám cái tâm tham ở hàng thứ nhất rồi đó. Bốn màu đỏ là câu hành nỉ, bốn màu xanh là câu hành xả. Còn chúng ta theo dõi cái thí dụ nè, có những người á, ăn cắp phải nè, có những người cắp lượm được cái đồ cắp đó, họ mừng, họ có tâm quan hệ vô sách, phải không nè, ăn cắp của người ta thì lúc đó đều là tâm tham câu hành nỉ, hiểu không? Câu là đồng cùng, phải không nè, câu chúng ta nhớ ha, đồng cùng hành động, cái này là hành động, hành đó là hành động. Như vậy thì khi mà ta tham lên á, ta hành động cùng một lúc với đó đó, như cái tâm quan hệ thỏa thích, thủy là thỏa thích nè, được chưa? Do đó đó thì chúng ta định nghĩa tâm tham câu hành hỷ, tức là khi cái tâm có sự hiểu biết, tâm có sự hiểu biết dính mắc vào đối tượng đó mà đồng cùng hiện bài sự thỏa thích, tức là tâm tham câu hành hỷ, thấy chưa? Và sẽ viết ra trong tự kỳ rõ ha, viết ra từ từ nè. Tâm là gì? Sự hiểu biết, ta gọi là sự hiểu biết dính mắt hay là đeo níu vào đối tượng, sự hiểu biết dính mắt hay là đeo níu vào đối tượng đồng lúc với sự vui mừng thỏa thích, là ta gọi là gì? Câu hành thị. Do đó đó, cái tiếng nho, tiếng hán đó làm lợi cho ta lắm. Nếu chúng ta mà không có cái gì nho, tiếng hán á, ta giúp già như vậy đó. Giờ bây giờ ta đọc gì? Tham, câu hành thị là xong rồi đó. Tâm tham, câu hành thị là xong rồi. Mà nếu chúng ta không có tâm tham, câu hành thị bằng tiếng nho, tiếng hán đó, ta nói sự hiểu biết là tâm. Chúng ta nghe kịp không? Tâm là sự hiểu biết nè. Tâm là sự hiểu biết là cái tâm nè. Tham nè, là chính mắt, đeo níu nè. Câu hành đeo níu gì vào đối tượng, là tại vì cái tâm luôn có bài đối tượng này ha, đồng cùng lúc là câu với sự thỏa thích là hỷ đó. Chúng ta dịch ra như vậy đó, tâm tham câu hành hỷ
là sự hiểu biết đều nhiễu dính mắc vào đối tượng, mà đồng cùng lúc với đó là gì? Sự vui mừng thỏa thích, cái đó gọi là tham câu hành thị. Phải chưa? Một đứa bé, phải không nào? Đứa bé ra ngoài chợ thấy trái mít, phải không? Hay là thấy chi? Này thấy trái sầu riêng bự chừng bự hơn người nó ôm được, nó chạy được, nó mừng lắm. Mà không nào? Một đứa bé mà nó ôm được trái mít đó, hay trái sầu riêng bự hơn người nó mà ôm được, nó chạy được, nó mừng ghê lắm. Được không? Con gái sao? Được không? Con gái sao? Hả? Gai thì sao? Gai cũng đi nó không ôm được, nó mừng chứ chứ. Còn ông tụi nó mới bị bắt đó. Nó buồn, cả chưa? Cái đó đó, thầy cho tới nghe kêu không? Đứa bé ra ra vào chợ mà ăn cắp được một cái trái gì đó, là nó mừng lắm. Đúng không? Nhưng mà có người ăn cắp quen tay, ngủ nhà quen mắt. Do đó đó, có khi họ mừng, và có khi họ cắp quen rồi đó. Ừ rồi đó, họ là câu hành xả. Thấy chưa? Do đó đó, thâm tham đó, nói về cảm thọ nó có hai loại, vừa hỷ về vừa xả. Có khi ta mừng vui thỏa thích, có khi ta thản nhiên không có gì vui vui mừng thỏa thích cả mà cũng tham. Tôi nghe kịp không? Có nhiều người lấy cắp quen tay á, họ không còn ham thích nữa đó, cái đó là nhờ nghề rồi, không có gì mà lạ với họ, không có gì là hấp dẫn đối với họ. Họ ra cái họ chấp cái bỏ túi liền, cái họ thảnh bờ. Hả không nè? Nhưng mà ngày đầu tiên đó là mình cắn chấp được cái mình mừng, mình vui lắm. Đây là chiến tích, đây là thành tích, đây là cái sự chiến thắng. Họ là qua mắt được người canh trên biểu đồ đó là họ mừng. Nhưng mà đối với mình, người mà mình cắn chấp quen rồi đó thì nó thản nhiên. Do đó cái lúc đó đó là câu hành thành xã. Thì ở đây tự đổi là đồng lúc với sự vui mừng thỏa thích là gì? Thản nhiên. Thấy không nè? Đồng cùng với sự thì trạng thái gì? Thản nhiên, bình thản, không có gì mà hấp dẫn hết cả, không có gì mà gọi là vui mừng hân hoan cả. Họ cắp quà cái họ quen rồi, không có gì mà thắc mắc đó. Cái đó thì nó có hai loại cảm thọ của họ nó như vậy đó. Như vậy thì bốn cái tâm đầu tiên mà màu đỏ đó là câu hành hỷ, là tham có sự vui mừng họ thích. Bốn tâm màu xanh đó là tham có cái trạng thái gì? Thản nhiên, bình thản, không có sự vui mừng họ thích gì cả, họ cứ thản nhiên thôi. Có hai loại, cứ tự nhiên kịp ha. Rồi có những người mà những người ngồi thiền tâm lý nè, khi tới ngồi thiền mà tới lúc mà nó đau quá rồi đó, tê quá rồi đó, chịu không nổi đó, thì quý tử được nghe vị thiền sư cho quý tử xả thiền, quý tử mừng không? Không có lời rồi đó. Mừng không? Mừng rồi đó, mừng cái đó hỷ thọ lên rồi đó. Nhưng mà tới lúc đó đó là mình không rồi, nhưng mà khoảng 5 phút nữa đó, phải không nào? 5 phút nữa mình mới được xả thiền. Cái tê nhất nó đau quá, đau rồi, nó đau thấy không biết nó thấy cái gì nữa rồi đó, nó đau thấy mấy ông trời xanh rồi đó ha. Chúng ta muốn nói là tới mấy ông trời xanh rồi đó, thì lúc đó đau quá mà ông thiền sư cũng còn nhắm mắt hoài. Nhưng mà cái lúc đó tham mình 5 phút đẩy lên, xả thiền đi, xả thiền đi, lại chờ lại phạt ông thiền sư mở mắt thì mình đi, phải không? Mà thấy ông còn nhắm mắt hoài, còn vô ông không có nói ra này cho đó. Cái lúc có tâm mình đang ngồi là cầu nguyện khấn vái, trời ơi giá trời ông sư thiền sư mở mắt thì con thì con gần chết rồi vậy đó. Nhưng mà ông sư nó mở mắt ra đó rồi, do hòa phương báo này xin nguyện lập nhân đến đạo quả. Mà cái lúc là mình gì? Mừng không? Mừng thì cái lúc đó đó, hồi nãy đó cái tâm mình đang khó chịu là sân, phải không nào? Nhưng mà mình đòi muốn xả thiền, mình được xả được rồi đó, mình mừng rồi đó. Lúc đó mình hỷ, hỷ thọ. Không nè, đó, cái đó là trạng thái. Vậy thì khi lúc đó đó, mình phải niệm liền cái tâm của mình ở đó. Niệm liền cái tâm mình ở đó. Không có bỏ qua cái niệm cái tâm đó. Tâm mình lúc đó tâm tham, cầu hành, hỷ. Nghe chưa? Chứ không phải nghe xả thọ, cái nghe như xả thiền cái mừng liền, không phải. Rồi tham rồi, mới này chút xíu tham rồi đó. Thấy chưa? Rồi lúc đó mà hồi nãy mà nó chưa được xả thiền đó, cái người tử khó chịu bực bội đó, cái tình niệm gì? Sân đó, tâm sân đó, tâm sân đó. Phải niệm, niệm hết để mình ta xả thiền chứ không phải. Tức như là cái bài học của ta hay là cái bài làm cho ta phải làm xong, cũng hoàn toàn, hoàn toàn là ta mới nghỉ. Chứ không chưa xong ta chưa được nghỉ. Thì có lúc đó đó chúng ta cũng niệm luôn à. Cho lúc đó một tử mà xả ra liền, buông ra liền, đó là cũng tự mất đi một cơ hội kiểm soát cái tâm của mình đó. Nghe kịp chưa? Cái đó cũng phải niệm.
xả thọ, hỷ thọ, quan hỷ, không quan hỷ, thích thú và không thích thú, bực bội hay là dính mắt, lúc nào chúng ta cũng phải niệm cho bằng được cái tâm đó. Không có bỏ qua một sát na tâm nào cả, không bỏ qua một phút giây tâm thức nào cả. Cái đó đâu có tự mới gọi là gì? Có chánh niệm từ đầu, khúc giữa và khúc cuối. Còn quý tự có chánh niệm khúc đầu và khúc giữa tới khúc cuối, quý tự bỏ mắt đó, quý tự thiếu chánh niệm liền. Mà thiếu chánh niệm như vậy đó, lâu dài vài tháng quen đó, trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo là ta. Mà thường thường đó, tháp lớn đó mình đó, không có báo trước là một, hai nữa là đánh lén là hai, thứ ba nó đến lúc nào chúng ta không biết lúc nào cả. Người hành giả mà là người mà khéo có cái sự tu tập là luôn như một lính canh phòng ở biên giới, không để phút giây sơ hở nào để đột nhập vào, luôn luôn phải có cái đó, phải nhắc nhở tâm thức của mình là như vậy đó. Chứ để sơ hở một chút đó, nó xen vô lúc đó mà cũng không niệm đó, lâu ngày dài tháng những phút giây đó đó là đạo quả đó, mình tự mắc cơ hội đó. Cứ tự thấy ông nào sai di xuất khá, tới giờ để ăn cơm ngọ, ăn cơm trưa là ăn cơm ngọ, là cái đó là một ngày có ăn bữa trưa thôi mà. Mà Đại Đức Xá là bắt đêm và thực về tới phòng rồi. Mà Đức Phật thì nói đạo quả của xuất khá đã tới. Và nếu như mà gõ cửa để cho xuất khá ra nhận là thật ra nhiều mắt A La Hán liền. Cho nên ngài phải để yên, chặn Xá là bắt lại, nói chuyện với Xá là bắt để cho sai di xuất khá tới đạo quả. Mà lúc đó đó mà tâm của mình chết, ủa tới giờ ngọ rồi sang trường chưa ai ăn cơm với mình nha, thì mình đi đi hiện thế rồi. Hiểu nè, mình phải đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Nếu không quen á thì lúc đó mình trở ra hiện thế liền. Nếu mà mình quen mà chánh niệm những phút giây cuối này nè, là lúc đó đó là mình đi tới siêu thế được đó. Tại vì sao? Mình đang khắc phục những cái tâm hiện thế đang thúc đẩy đòi hỏi mình ngay lúc đó đó, là mình qua được cái giai đoạn sinh thái cái gì nữa. Hiểu không? Dạ, hiểu. Lúc đó nó lòi ra cái bản chất của nó, lúc đó nó hiển lộ ra cái tập tính của nó, và lúc đó nó hiện bài những cái tâm tính thói quen tập khí của mình tại đó đó. Chứ thường trường nó không có hiện bài đâu, 45 phút đầu cái tự không thấy nó hiện bài đâu, 50 bắt đầu hiện rồi đó, 55 bắt đầu dạng lên rồi đó, 57 là hiện rõ lên rồi đó. Mà không sao thì chờ Phật quá, hiệp thế. Hiệp thế, là chút xíu đó chúng ta thực hiện ra được không? Được. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu chưa? Chúng đó là siêu thế đó. Mà khi mà siêu thế rồi đó, quý tử đừng có lo. Quý tử sẽ thành công, quý tử sẽ nói chứ, quý tử sẽ nổi nó sư. Lúc này không còn mà sư với con nữa đó. Thôi chị về em ở lại gác tu đi. À hớ, tại vì sư chính đẳng chính giác còn lâu lắm. Quý tử thích những giác rồi, tự tha hồ đi về tỉnh ba. Còn người đàn ông là chứ thôi, em tu yếu quá, gác tu tiếp đi, anh về trước. Được chưa? Chúng ta có làm điều đó được không? Rồi hỏi cái lời nó rồi. Được ha? Được. Được là phúc xa gà. Chết. Xa gà chết. Rồi đó, đó là cái Phật tử sẽ thấy niệm là cái điều quan trọng. Mà niệm không phải là cái điều là chánh yếu. Sẽ khẳng định với tự nghe. Niệm là quan trọng nhưng nó không phải là chánh yếu. Nếu mà cái tử mà không thấy được cái cấu trúc đó, đó, cái cấu trúc đó, đó là cái tử sẽ làm ghê lắm. Một số hành giả đi vào con đường hành thiền đó, họ luôn luôn đề cao vấn đề là chánh niệm. Sân má sa tí, lúc nào cũng chánh niệm. Nhưng mà nhìn thật gõ vào vấn đề là Đức Phật là nói dẹp màn vô minh. Dẹp màn vô minh thì đâu phải là chánh niệm. Dẹp màn vô minh, minh sanh thì vô minh dẹp là cái gì? Trí tuệ. Do đó đó, người ta sẽ thấy chánh niệm là điều chánh niệm là điều cần thiết, nhưng nó không phải là điều chánh yếu. Trí tuệ phối hợp chánh niệm mới là điều cần thiết, và điều đó là điều chánh yếu. Nghe kịp ha. Do đó các hành giả mình cứ giữ chánh niệm như thế thì mình chỉ là thiền chỉ cho mình là thiền quán. Nếu mà thiền quán đó là lấy trí tuệ nhìn thấy được bản chất sanh diệt của bản chất của pháp đang hiện bày thì lúc đó đó mới là thiền quán. Mà thiền quán không phải tại chánh niệm, phải đời là trí tuệ phối hợp với chánh niệm. Mà quý Phật tử nếu đi tới mức chót cuối cùng vẫn là chánh niệm, tới lúc cuối cùng xả thiền vẫn là chánh niệm, là ngay tại đó đó
đó, tôi đang đi thiền chỉ mà giữ nó đó đó là hiện tại một tâm tham, chứ không phải một tâm thiền. Mình tu còn thiền không phải là thiền, mà lúc đó tham dính mắt chúng con. Tại vì trí tuệ là buông bỏ mà mình đeo giữ nó đó là gì? Là bất thiện, là tham. Nghe chưa? Hiểu không? Học Abhidhamma là lột vỏ cái tâm thức của mình ra, chứ không phải đứng ở ngoài mà mình nhìn chiêu dạy cái tâm mình như thế nào không được. Nhưng phải nói rõ được sự thật. Ngay khi đó là ta là tâm thiện hay là tâm bất thiện, ta phải nắm được. Nếu mà tôi không nắm được cái đó đó, là tự cái trôi lăng với trạng thái thì hình thức trong tu tập, nhưng mà không phân biệt được tâm thức loại nào, và mình tôi không phân biệt được loại nào, rồi tôi không có tất dần những cái gì cần thiết và luôn nhấy những gì mà chúng ta cần thiết, chúng ta sai lầm hết đó. Thế đó đi hoài mà không có kết quả được như vậy thôi. Tôi nghe kịp chưa? Mới đây khi mà tôi tưởng một thiền, tôi tưởng muốn cái gì khỏi thanh lên đó, tôi tưởng nói muốn à là tham, mà thích không là hỷ, mà không thích á chẳng phải mệt mỏi, còn chẳng còn muốn á là xả. Đọc niệm này mất thì cái tinh niệm ngay cái đó đó, cái tham đó nó biến mất, là cái tưởng đang có cái thiện mất cái bất thiện. Còn cái tưởng đeo đuổi đó mà nhìn nó hoài đó, là cái tưởng đang nuôi cái bất thiện, làm sao cái tưởng có đạo quả. Hiểu được chưa? Hiểu được chưa? Chưa nghe. Chưa quên rồi. Vậy có nghĩa là lúc mà mình nhìn thấy cái tâm mình đồn xả, phải niệm, mình phải biết nó, mình phải niệm liền, nhưng mà không chạy theo cái muốn cái đòi mà đó đó, à không phải niệm nè, muốn à tham à xả nghĩ à, nó đòi hỏi đó, nó là muốn nghĩ nè, nó muốn xả nè, muốn mình không có hành nữa nè, rồi cái mình tham nè, mình muốn mình phải niệm nó luôn. Rồi sau khi mình nói niệm những câu đó xong rồi mình để tâm bệnh đâu? Tâm nhỏ thở. Trời đó trời ơi, còn để đâu? Chạy theo cái sự đau của nó. Đau là mình niệm thêm đau. Nhưng mà muốn hỏi, nếu muốn niệm thêm cái đau thì mình niệm cái đau. Còn không có niệm thêm đau thì mình niệm nhỏ thở. Nhưng mà nó cứ chạy theo cái đau hoài. Ừ, người chạy theo đau thì niệm thêm đau. Đau ba lần, thôi tôi đọc bài. Đọc bài nó kéo dữ đó. Đi ba lần thôi, đau à, rồi xong trở lại. À, còn nó đau nữa, nó kéo ra nữa, trong trang nhìn nó nữa, đau à, đau trở lại. Còn kéo nó mới nữa, đau à, cũng trở lại, nó đau nữa, nó giao chặt luôn. Chứ không đau hoài sao vậy? Nó không hoài rồi. Nó đau hoài thì nó còn chắc luôn. Nó hình tình tái rồi. Cái kiểu đó, rồi chưa? Rồi, xin nói gì chứ đừng làm nha. Làm cái bổ ngã sơ. Nói ông trường chị mày, chị chắc luôn. Nghe chưa? Rồi, ta thứ hai, đó là cái thứ nhất à, là chúng ta phân biệt được màu sắc rồi không nè. Màu đỏ là câu hành ấy, màu xanh là câu hành xả, là thứ nhất. Rồi chưa? Và cái thứ hai, tham nó có hai loại. Tham có hai loại, tham tà kiến và tham không tà kiến. Nên ta còn là gì? Tương kiến và bắt tương kiến. Bắt tương kiến, cái tên cái tâm tham ta có tương ưng kiến và bắt tương kiến. Và chưa? Ta dịch nghĩa chữ tương ưng là chữ hòa trộn, giống như nước với sữa, ta gọi là hòa trộn đó, rồi ta gọi là tương ưng. Kiến đây là gì? Là ta gọi là tà kiến, thấy sai chấp lầm. Ta gọi là tà kiến, hãy xài chấp lầm. Rồi, như vậy thì khi mà chúng ta sẽ thấy đó, cái tâm tham của ta có hai trường hợp nó xảy ra nữa. Có loại tương kiến, loại bắt tương kiến. Có loại thấy sai, có loại không thấy sai. Cứ tự thấy chẳng hạn như thế này nè, người ta thấy sai. Có những người họ nói ngồi thiền tê suốt luôn à, không có hết. Không có thấy hết. Ngồi tê là cả đời tê à, không có hết. Tê hôm nay, tê ngày mai, tê năm sau, tê nhiều năm cũng giống nhau, không có gì khác biệt hết đó. Cái đó Đức Phật đó là gì? Tương kiến, thấy sai, chấp lầm. Tại vì sao? Mọi pháp sanh lên đều có tính chất diệt tại đó. Sanh diệt là lẽ thường, mà họ cứ nói khư khư là không thay đổi, là họ bị tà kiến. Tà kiến mà nói không thay đổi đó,
là gì? Thường kiến. Mà nó có gì cả đó gọi là gì? Đoạn kiến. Chúng ta có hai: chấp thường, chấp đoạn, chấp ngắn, chấp dài, chấp có, chấp không. Đó gọi là tà, tà kiến. Như vậy thì cái quý vị ngồi thiền, cái tâm ngồi thiền tê nó lên. Hôm qua chúng ta ngồi thiền cũng thấy tê, hôm nay ta ngồi trở lại ngồi thiền cũng thấy tê. Cái tê này nó giống nhau hay không? Mình không có phân biệt được, mà không có để ý cái tê ngày hôm qua, không có để ý cái tê ngày hôm nay. Chính như đó khi ta ngồi thiền ta thấy cái tê, cái là ta quản hốt lên rồi. Cái quản hốt của ta chú tâm vào cái đó rồi, người ta bị lôi cuốn trong cái đó rồi. Chúng ta không nhận xét được cái tê nó giống nhau hay là khác nhau. Chính cái đó đó, chúng ta mắc cái đó đó mà chúng ta nói tê này là có hoài không hết, thì ta bị dính vào gì? Tương ứng kiến. Kẹp không? Nhớ hả? Nhưng mà có những người nó chắc tê làm sao mà không hết, tê nó hết, chút xíu nó hết, rồi nó cũng hết, thì người đó không có tương ứng, không có tương kiến, không có hòa. Hòa trộn cho tự thấy, thấy sai, chấp lầm. Cái tự nghe kiểu là có những người ta biết, người ta cắt bỏ được. Có những người không biết, chấp khư khư giữa đó mà không thay đổi được đó. Cái đó gọi là gì? Tham tương ứng kiến. Tham tương ứng kiến. Cái tự nghe kịp không? Nhưng mà có những người đó vừa nghe xong được giải thích rõ là có sanh thì có diệt, có đó rồi mắt đó nó hoại gì chứ không kéo dài mãi đâu, đừng lo. Thì lúc đó thì họ có tham nhưng mà họ không có thấy chấp sai chấp lầm, thì đó là tham bắt tương ứng kiến. Được chưa? Đó được chưa? Được chưa? Rồi, thứ hai, chẳng hạn tôi sẽ nói thí dụ. Nhưng như quý tự thấy này nè, có những người nói là như thế này, nhà phải giữ cho sạch. Hả nè, giết chết, giết kiến không tội. Thì những cái này là gì? Là họ là gì? Họ thấy sai. Khi giết chúng sanh là có tội rồi. Thì đó gọi là tương ứng kiến. Thì họ nói không tội thì là tương ứng kiến. Nhưng mà mình thấy không, giết chúng sanh là có tội, dù con vật nhỏ, vật lớn thì cũng tội. Thì lúc đó ta gọi là gì? Bắt tương ứng kiến. Chúng ta nghe kẹp ha. Rồi, thứ ba, ví dụ nữa. Chẳng hạn như có một số người Phật tử thuần thành đến cái chùa đó thì họ biết tội và phước, bảo nè. Nhưng mà có một số người Phật tử không phải là thuần thành, họ chỉ là theo truyền thống, gia đình họ là Phật tử, họ đi theo gia đình đó vô chùa một cách truyền thống thôi, chứ mà họ không có thuần thành hiểu đạo lý, không học hỏi về pháp pháp, cái đó đó họ không biết rõ tội phước, cho nên họ vô chùa cũng đi theo kiểu như là cuộc đi chơi của họ mà thôi. Nhưng mà khi mà họ vô chùa họ đi chơi với cái theo truyền thống của gia đình của họ đó, thì thấy những trái cây được để trên bàn thờ đó, họ lấy họ dùng và nó là của chùa, không có tội. Họ lấy cái đó là gì? Họ phạm vô cái tội gì? Trộm cắp của ngôi tam tam bảo, một trái xoài, trái cam, ví dụ ngôi bàn. Nhưng mà khi mà người mình nói chứ, đi, đừng có lấy, nó có tội đó, mà nó không có tội gì cả, của chùa mà. Thì người đó là gì? Từ ngừng kiến. Từng nghe kịp không? Còn cái người mà thấy cái đó, mình nhắc nhở rồi đó, người đó đang có dạng cái gì? Bắt tương ứng kiến, cái tự nghe kịp ha. Rồi chưa? Rồi, cái thứ tư thứ nhìn này. Như là có những người họ nghĩ là họ sống, họ không có chết, thì cái cuộc sống của họ rất lâu dài. Tới 80 tuổi họ vẫn thấy còn sống, khỏe mạnh, chứ không có gì yếu đuối bệnh hoạn. 90 tuổi cũng vẫn vậy. Cái nói chứ, ô, cuộc đời này không có sự chết ha. Cái đó là gì? Tà kiến, chấp lầm, tương ứng kiến. Còn cái người ta nói chứ, tất cả mọi người sinh ra trong đời này đều chết hết. Chấp nhỏ, chấp già, chấp trẻ, chấp lớn thì cũng chết hết, không có gì mà không có chết. Thì người đó là gì? Bắt tường kia, kịch chưa nè. Cái nhúng tưởng nhớ ha. Rồi, tới cái lúc mà quý tử ngồi thiền, trở qua tới ta ngồi thiền, những cái gì mà quý tử thấy sự an lạc đó trong mình qua cái giai đoạn tê nhất mùa đau mà không còn hiện bài nữa đó, quý tử nói trong một trạng thái hủy lạc nó đến với ta, à đặt niệm bàn rồi. Cái đó là gì? Tà kiến, từ ngừng kiến, nghe kẹt ha. Cái đó là chúng ta học qua cái bài kinh Phạm Vọng á, mà niết bàn kiến á, hiện tại kiến á, nó có năm đó, là như vậy đó. Chúng ta sẽ thấy có nhiều người như vậy đó, họ ngồi không bị tê, họ không có bị nhức, không bị đau, không bị hành hạ đau thân xác của họ đó, họ ngồi yên bao nhiêu giờ bao nhiêu phút thì họ cũng không được đó. Thì lúc đó đó họ nghĩ rằng là họ đã khử phước niết bàn á, thật sự là chưa có, mà họ cứ khư ngồi giữ lấy đó đó, thì gọi là tà kiến, từ ngừng kiến. Phạm Thiên Ba Cá, tại Phạm Thiên Ba Cá, quý tự đọc qua cái giai đoạn tích truyện đó. Đức Phật này lên đất cung trời sắc giới,
giải quyết cái sự tà kiến của Phạm Thiên Ma Cá, ông nói ông ta niết bàn rồi. Nhưng mà tới khi Đức Phật Ngài tới á, thì ông ta không giải đáp được những cái gì mà niết bàn ông ta đang có. Ông ta đang khư khư giữ lấy những cái bản ngã ông ta đang có mà ông ta đang hưởng đó. Niết bàn thì không còn bản ngã, niết bàn thì phải là diệt ngã, không còn là ngã mạn hay là tăng sinh mạn, mà khi ông ta vẫn còn đó đó thì sao là còn niết bàn. Đức Phật Ngài dùng trí tuệ giải đáp tất cả những cái sự chấp sai thấy lầm của ông Phạm Thiên Ma Cá đó. Và lúc đó đó Phạm Thiên Ma Cá là chúa các loài Phạm Thiên khác đó. Đến lúc Đức Phật mà đi đến với cái tinh cung của Phạm Thiên Ma Cá đó, các vị Phạm Thiên khác đó đều nói là không được xúc phạm tới thượng đế của chúng tôi nữa đó, nói với Đức Phật như vậy đó. Nhưng mà Đức Phật Ngài bạn đi vào và Ngài độ được Phạm Thiên Ma Cá thì ông ta nói ông ta là niết bàn đó đó. Ở lâu quá, ở sống lâu lắm, tất cả các vị Phạm Thiên kia nhỏ tuổi hơn các ngài cùng Phạm Thiên Ma Cá đều đi tục sinh. Còn ông ta ngồi mãi không đi, Phạm Thiên này đi, Phạm Thiên kia đi, tục sinh, ông ta không đi, ông nói cho ta niết bàn tại đây, ta niết bàn tại đây. Câu đó đúng chưa? Còn ta đó, còn niết bàn nữa, còn tại đây nữa, hiểu không? Do đó đó tôi nghe rõ mấy cái đó tôi phải thấy gì như vậy đó. Nên Đức Phật nói là phải giải quyết được như vậy. Vì thì khi ví dụ tôi ngồi thiền, chúng tôi ngồi thiền, những gì thấy sai chấp lầm chúng ta bỏ được không? Hả? Ta bỏ bằng cách nào? Hả? Ta bỏ bằng cách nào? Hả? Niệm đúng lúc như nào? Niệm cái gì đúng lúc? Nó thấy sai nha. À, chúng ta niệm nè. Nếu có tự nhớ nè, khi mà tự ngồi lên á, có tự thấy nó tê nha, có tự niệm tê à. Hoặc nó kéo dài 5 phút, có tự nó chết, chà cái này chết quá, không tê không hết á. Thì có tự niệm cái gì? Từ ngồi kia. Nha. Được không? Vậy thì khi có tự làm liên tục như vậy đó, hết cái này tới qua cái kia mà có tự mà niệm liên tục như vậy đó, lúc đó có tự còn không trầm thì mê lắm. Tôi bận rộn làm việc mà không bận rộn làm việc mình mới thừa thời gian để mà mình ngủ thiền. Thì xin nghe. Nhưng mà đau quá rồi con niệm hoài như vậy con chết tới. Đau rồi. Nhưng mà cho con chứ bận thiền gì không có. Vẫn là liên tục không có vô thiền trị. Đau trở là niệm hơi thở, đau trở là niệm trở là hơi thở, cứ liên tục vậy đi. Và đừng có sợ đi qua thiền trị. Khi nào đó anh vô con mạc anh mua con chỉ mới sợ ngồi ở đây ngồi đây rồi chừng quát ngày xưa cứ lo sợ đau mà chắc anh bị đau dữ lắm hả? Hồi xưa anh hại chúng sanh dữ lắm hả? Chắc vậy. Xưa chắc anh hại chúng sanh dữ lắm, giờ mới thấy đau dữ rồi. Không có, nó có sanh, nó có diệt, nó có đó và nó mất đó. Mà chính cái đau đó nó là người bạn tốt của mình nữa đó, cho thấy được thực chất của nó, thấy được thực tướng của nó. Đó này nó giả dối, đó này nó ẩn nấp, nó che giấu, nó không có hiện lộ cho mình thấy sự thật của nó, này nó cho mình thấy sự thật đó. Mới tự thấy là mình thương nó nè, mình lo cho nó nè, ăn mặc ở gì mình lo đủ cho nó hết á, mà cuối cùng nó không làm cho mình dữ ý. Cái đau đó mới là bạn hiền của mình đó. Đừng có lo, đừng có lấy con dao chặt nó nha. Lúc mà con bị tê quá thì con đi theo con nhìn đó, cái con thấy nó ấm lên cái nó tàn ra. Cái nó tê giờ là cái ấm lên cái tàn ra. Con chỉ mất đạt được cái mức có thể con ấm lên cái tàn nha. Dạ. Khi sau mai mốt rồi lại. Không hiểu quá. Chưa hiểu cái đó là kỹ thuật cao lắm rồi đó. Nó kỹ thuật đó là lên cao lắm rồi. Được chưa? Nghe kịp chưa? Tương ưng kiến là thấy sai, chấp lầm. Còn mà không thấy sai, chấp lầm là gì? Bắt tương ưng kiến, được chưa? Đó là hai loại khác nữa của trong tâm tham. Còn nó có một hai loại khác nữa mà chúng ta cần phải biết nữa là vô dẫn và hữu dẫn. Hữu dẫn vô dẫn tức là có sự dẫn dắt xúi dục hay là lôi kéo vân vân, hay là vũ rê hay vân vân, người ta gọi là vô dẫn.
vô dẫn tức là dẫn vô. Thấy không nào, vô dẫn. Thế giờ nào, một cách mau lẹ, một cách mau lẹ. Anh Lập nói vô dẫn là dẫn vô đó, nói vậy. Quý tử đừng có ghi vô nha, vì chúng ta là đọc lộn đó đó. Vô dẫn tức là ta làm với một cái trạng thái gì mau lẹ và không có người xúi dục mà dẫn dẫn dắt lôi kéo ta. Quý tử nghe kịp không? Ví dụ như quý tử thấy cái cây cam ở trên bàn thật thật phải không nào, rồi cái khởi lên cái tâm mình muốn lấy, nhưng mà khởi tâm muốn lấy á thì mình còn sợ tội, mình sợ còn người ta thấy, mình sợ cái lương tâm mình, còn sợ nhìn qua nhìn lại có ai để ý không, cái đó là cái tâm người ta còn đang lo nghĩ không nè, chần chừ không biết mình lấy không, không lấy thì tội nghiệp mình đang đói, mình cần cái trái cam mình ăn cho nó no, mà mình lấy thì mình sợ tội, người ta thấy người ta cười mình mắc cỡ, cái đó là cái trạng thái của tôi không dám làm đó, cái đó gọi là gì, hủ dẫn, chần chừ nó gọi là hủ dẫn. Nhưng mà vừa vô thấy cái cam mình chấp liền gọi là vô ngồi giãn, tự nghe kịp không, nhớ kịp chưa, cái trạng thái mà cứ tự làm mà có trạng thái nó chần chừ đó, rồi sau đó nó chín mùi hay là sau đó nó mới đưa tới quyết định mà lấy đó, thì lúc đó cái giai đoạn nó gọi là tâm hủ dẫn. Còn cái tâm mà gọi là vô dẫn đó là làm mau lẹ lắm, không có chần chừ, không cho đợi, cấp thiền bà liền, cái đó là vô dẫn. Như vậy thì hủ dẫn nó có mấy, hủ dẫn nó có sáu, vô dẫn thì không có gì cả, hủ dẫn nó có sáu: má, về thắng, lợi ý, thắng, lợi ý của ta, đây là của ta, và má, thắng, lợi và ý của người, thành ra là có sáu cái sự động cơ thúc đẩy ta có hủ dẫn. Thân lời ý của ta làm cho ta có tâm hữu dẫn, thân lời ý của người làm cho ta có hữu dẫn, nên hữu dẫn nó có tất cả là sáu pháp hiện bài bởi cái tâm thức của ta. Tự nghe kịp ha, sáu pháp hiện bài. Thí dụ nè, ví dụ như quý tử thấy không nè, mới đầu vô á, quý tử không thấy cái thân quý tử là xinh đẹp, phải không nè, mới đầu vô quý tử không thấy cái thân quý tử là đáng ghê, đáng sợ, đáng chát, quý tử cứ nghĩ thân người này, thân người kia, chứ thân mình. Nhưng mà tới khi quý tử mà tắm á, quý tử kỳ cọ một hồi đó, mà thấy cái thân mình nó đẹp quá ha, có gì cũng hay vậy, thấy không? Ai mà thấy bằng thân mình hay, mà thân mình hết sức là đẹp nhất, hoặc là quan hậu hay là hoàng đế không đó, thấy không? Cái đó là mình nói là cái thân nó làm cho cái tâm mình khởi lên tham, đúng nè, cái thân của mình nó làm mình khởi lên tham, cọ một hồi, do đó đó nên khi mà đi tắm nó tốt nhất là không chạm đèn để khỏi tắm, không phải khởi lên cái cũng chẳng. Tự nghe kẹp khó rồi chưa, còn lời làm cho ta bị hủ dẫn không, bắt đầu vô cái tự nghĩ một tưởng ca hát không hay, ca hát không hay, chứ một tưởng ca lúc mà mình cùng vườn ngoài giường có cây một tưởng ca hát khác rồi, chắc một giọng mình cũng nghe cũng hấp dẫn nha, à, chứ mình nói chung là không khô với ai đâu, cái đứa mình ca nữa có thấy mình hay hơn, cái mình đi ghi cho thi ca tuyển. Để chị thế nè, còn ý của mình cũng vậy đó, ý của mình nó còn mình ngồi suy nghĩ nha, trên đời này không ai bằng ta đâu nha, ta nhất là trên đời đó, ý mình ngồi suy nghĩ, mới đầu do mình có nó hồi không có đâu, mình cũng còn ta lắm, ai cũng hơn mình, cho mình là dở lắm không hơn, mình ngồi suy nghĩ hoài, cái lúc đó là cái ý nó khởi lên, nó nhắc nhở ta hoài đó, rồi chúng ta không có thấy cái đúng cái sai nữa đó, lúc đó ta thấy ta là nhất trên đời này á, thì cái lúc đó là ý ta khởi lên cái tâm hàm dính mắt, mình là nhất trên đời không ai hơn mà, cái đó là tham là ý của ta hủ dẫn ta khởi lên tham hay là khởi lên hành động bởi sự thúc đẩy nhiều lần lặp đi lặp lại, kịp chưa nè. Và cũng vậy, khi ta tới một cái trái cam ở ngoài một chợ hay ta tới cái trái cam của trong chùa trên chính điện mà chúng ta khởi lên cái tham đầu tiên nó tới sao gì, ý ta khởi lên tham có nên lấy không, không nên lấy, có nên lấy không, không nên lấy, cái đó là ý hữu dẫn, phải chưa? Còn nhưng mà mình còn nhớ nữa, trong lời của kinh của Đức Phật là nói muốn làm cái gì mà muốn cho trong sạch đó, mình phải la lên ba lần rồi tất cả xung quanh không ai nghe, không ai biết lắm, mình mới dám lấy. Cái cam này của ai đây? Chùa người ta đóng cửa cả năm nay chưa có ai ở, mình dám la cái cam này của ai đây? Hai lần rồi nha. Cái cam này của ai đây? Ba lần không ai trả lời, cô được quyền lấy. Là lời hữu dẫn. Quý tử nghe kẹp không?
Rồi, thì chỉ mới tự nghe, cái chùa đó vẫn có Chư Tăng đông. Nhưng mà mới tự biết cái giờ, một giờ chỉ tịnh của Chư Tăng đó. Thấy không, 12 giờ là giờ chỉ tịnh đó. Rồi bắt đầu tự đến, đến lúc giờ chỉ tịnh của Chư Tăng, không có ai hiện bài ở đời chánh điện. Thì tự là, cái cam này có ai đây? Thầy nào cũng ngủ hết rồi, đâu ai trả lời đâu. Cái cam này có ai đây? Không ai trả lời hết. Cái cam này có ai đây? Chúng nó ba lần một cái nghe không? Không ai trả lời, này của tôi. Cái đó là lời, lời hữu giảng. Kiếm không? Thì chỉ hết cách rồi đó. Tôi tìm một cách để mà vô chùa ra làm gì? Nói có gì cho ngài? Nhất à? Còn chưa? Rồi à? Rồi, chắc ăn. Vậy thì nó thăng là ý của ta và cũng của người. Thấy gì? Thấy gì? Thấy gì? Thấy gì? Thấy không? Thăng của người, lời của người, ý của người, thúc đẩy tao lấy. Hồi nãy thì tôi thấy không ai hết trơn rồi, lấy đi, lấy đi. Cái đó là lời của người, thúc ta lấy. Ý của người, chuyển ý ta, lấy. Thăng của người, thúc của ta, lấy. Thăng là ý của người, thúc ta hiện bài tam hữu. Hữu giảng, cứ tự thường hay hữu giảng bởi ta, hay thật bởi của người. Cứ còn thử nè, tự thường hay hữu giảng của ta hay của người. Sư không có muốn ai đổ thừa ai hết, thì sẽ hỏi lại. Quý vị tự thân hữu dẫn, tha lời hữu dẫn, ý hữu dẫn của ta hay của người? Ta mới đọc được ta rồi đó. Hay lắm, thấy cái đổ thừa người khác không à. Mà mình có không? Có, mà đổ thừa người khác không à. Mình phải nói mà. Mới tự nghe kiểu hả? Mình có, mình đừng có nói của người khác phải không nè, được chưa? Mình có, giờ đó đó sư thường hay nói gì? Thăng là ý của ta, hữu dẫn ta, hành động. Mới tự nghe kịp ha. Rồi, sư kết hợp lại ba cái đó, sư ra một cái câu đầu tiên. Cái tâm thứ nhất này, ta đặt tên nó là gì? Câu hành hỷ. Câu hành hỷ tương kiến. Tương kiến hữu giác, vô giác. Cái đó là tâm thứ nhất là vô giác. Đó, cái tâm thứ nhất ta đọc tên là gì? Tâm câu hành hỷ tương kiến vô giác. Tâm thứ nhất đó, nó có ba cái chức năng hay là ba cái nhiệm vụ đó nè. Vừa tham mà vui thích, mình vui thỏa thích nè. Thấy sai mà chấp lầm nè, cách mau lẹ thực hiện nè. Phải không nè? Tham, vui thích, thấy sai chấp lầm, mau lẹ thực hiện là ba cái đó. Tôi nghe kịp ha. Có chưa? Rồi, khi quý tử ngồi thiền, quý tử ngồi thiền, xưa nói tới vấn đề ngồi thiền cho dễ nhớ, cho dễ thực hiện. Quý tử ngồi thiền, khi quý tử vừa ngồi xuống một cái đó, quý tử nghe nè, phải phân biệt cho rõ cái tâm của mình để mình kiếm thấy cái đó là phước hay là tội. Tại vì mình tu á là mình lựa phước chứ không có lựa cái tội. Nghe kịp ha. Khi quý tử ngồi xuống thiền, chút nữa ví dụ như 5 giờ chiều này tức là bắt đầu ngồi thiền. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi ngồi thiền á thì sẽ cho quý tử được nghỉ ngơi xong sự khui khỏe phải rồi. Rồi chúng ta vô ngồi thiền nè. Tất cả chúng ta đều vô ngồi thiền. Ngồi thiền xuống đó thì lúc đó quý tử sẽ coi mình thích ngồi thiền, quan hỷ ngồi thiền, vui mừng thôi ngồi thiền, mình dính mắt trong ngồi thiền, hay là mình đang chờ đợi ngồi thiền, hay là mình nghĩ là thiền này tốt, có lợi đất cho mình tu tập rồi có phước báo, hay là chúng ta đang ngồi thấy trời, tôi ngồi thiền này thấy thoải mái quá, tôi ngồi thiền này thấy nhẹ nhàng quá, tôi ngồi thiền này tôi thấy tôi thích ghê nha, thì lúc tôi phải niệm cái tâm của mình là loại nào đi. Cái kịp cái này mới vừa ngồi xuống thôi, chó có nhiều cái mà hành giả không chịu niệm lúc đó đó, nó đi qua một cấp độ từ bất thiện dẫn đi phước luôn, nguyên một giờ đồng hồ không có phước báo, thành ra rồi mình lanh quanh lẫn quẩn cái đó mình phiền não, còn chính cái đó đó mình không gặt hái kết quả, cần mất đi một giờ mình tu thiền toàn là xài tâm bất thiện cả, vô cùng quan trọng. Khi ta ngồi thiền xuống, ta không có dính mắt vô ngồi thiền, ta ngồi thiền xuống trong trạng thái tín niệm và có trí tuệ, ngồi xuống giai đoạn ngồi xuống, chân mình co lại, thân mình bắt đầu hạ xuống dần dần xuống người thế nào. Hãy theo dõi cái đó, nhớ một cái trạng thái chánh niệm trí tuệ, chánh niệm trí tuệ, chánh niệm trí tuệ, từ từ xuống. Nhưng đó, nếu mà quý tử không có làm cái đó đó thì quý tử dính vô cái trạng thái gì mau lẹ trong cái trạng thái thiền,
hay là bất thiện liền. Thì nhắc cái từ ngay lúc đó, từng mỗi phút giây đó mới cẩn thận nha. Rồi khi ta ngồi xuống đó, ta sửa tới, ta sửa lui, ta êm ái, ta thích hợp trong trạng thái niệm, niệm, niệm. Rồi trí tuệ phân tách thấy, thấy rõ. Rồi bắt đầu ngồi yên lại, bắt đầu thở hơi thở ra đều đặn, bắt đầu thay đổi. Nhìn đó đó, lúc đó ta có chánh niệm và có trí tuệ. Chứ không phải chúng ta làm gì không có cái chánh niệm mà không có trí tuệ, mà đa phần người ta có chánh niệm không có trí tuệ. Được chưa? Nào chúng ta nhắc lại kỹ trước khi chúng ta làm lại đó. Rồi, khi chúng ta ngồi thiền được 5 phút đó, thì trạng thái êm ái thích hợp đó, thích ghê lắm, quan hỷ lắm. Rồi, ngay khi đó đó, một cái sự thích hợp nó đến với mình đó, nó làm cho ta vui mừng đó. Chẳng hạn như đó, là cái hơi thở chúng ta đạt liền. Có những người vừa vô 5 phút đó, họ đạt liền kết quả liền. Khi nói thật cái điều đó, mà quý tử sẽ thấy, chứ không có gì thắc mắc cả. Nhưng mà có những người ngồi đợi tới nửa tiếng không thấy, hay là ngồi không thấy sự việc gì hết, ngồi hoài không thấy pháp. Nhưng mà có người vừa vô 5 phút đó, họ thấy pháp nó liền, họ bắt vô họ dính. Nhưng mà lúc đó, đó họ lại là tham, câu hành hỷ, tương kiến, phù giãn. Vừa thấy pháp lên họ dính vô đó, họ không có niệm để mà buông bỏ, mà họ là đeo cái sự thích cái đó, họ quan hỷ đó, phí lạc đó. Thôi cái này tôi đi tìm, cái này đúng là cái chỗ mà tôi đang muốn có nè, cái chỗ này là chúng tôi nhiều lâu lắm mới nào mới được hưởng nè. Cái đó là tham, câu hành hỷ, tương kiến, phù giãn. Nhanh lắm, cái tự nghe kẹp ha, lúc đó là tự cắt bỏ cái tâm này nó liền, niệm bỏ cái tâm thức ra liền, đừng để mà nó còn trói cái tâm mình lại, lôi cuốn mình ở trong cái bất thiện của một cái tâm tham sai lầm. Khi ta đang ngồi thiền chỉ là một tâm thiện mà thôi, cái kịp chưa? Cái nhớ ha, rồi đó, rồi chúng ta lấy ví dụ bên ngoài, ngoài qua thiền ta lấy ví dụ này, một đứa bé mau lẹ ăn cắp một trái xoài, nghĩ rằng là không tội, đó là quan nghị thỏa thích. Một đứa bé mau lẹ ăn cắp một trái xoài, nghĩ rằng là không tội và quan hỷ thỏa thích. Được chưa? Không nè. Một đứa bé mau lẹ ăn cắp trái xoài, nghĩ rằng là không tội và quan hỷ thỏa thích. Kịp chưa? Được chưa? Rồi, nếu như chúng ta đổi qua cái tâm thứ hai, cái tâm này thứ hai nè, thì chúng ta sẽ đổi nó qua chỉ có là gì? Hữu giãn mà thôi. Hai cái chân giống nhau. Được chưa? Cái tâm thứ hai, câu hành hỷ, tương ưng kiến, hữu giãn. Là câu cái tâm tham thứ hai, ta gọi là câu hành hỷ, tương ưng kiến, hữu giãn. Được chưa? Được người mẹ xúi dục đứa bé. Được người mẹ xúi dục đứa bé lấy cắp một trái xoài, cho rằng là không tội, chứ trạng thái quan hỷ thỏa thích. Được người mẹ xúi dục đứa bé lấy cắp trái xoài, cho rằng là không tội, với trạng thái quan hỷ thỏa thích. Kịp chưa? Tôi nghe kẹp không? Kịp chưa? Coi nha. Những cái đó là những cái trạng thái tâm lý thông thường của chúng sanh, người nào cũng có, từ nhỏ tới tới lớn, không bất kể một chúng sanh nào, dù lứa tuổi tuổi tác của họ phân biệt với nhau không có quan trọng. Nhưng mà ở đây luôn luôn chúng ta luôn luôn có hai cái là đó đó, lời của người xúi dục ta, thân của người thúc đẩy ta, ý của người thôi miên ta, dẫn dắt ta thực hành theo, cũng dẫn là gì? Hữu dẫn cả. Tôi tự nghe kịp ha. Có những nhà thuộc thôi miên, tôi tự được nghe, có những nhà thuộc thôi miên, họ ngồi họ thôi miên được người kia mà họ sai khiến người đó thực hiện. Có những người quý tử chưa biết đó, họ ở nhà mà họ sai khiến với một người đằng kia xa hơn nhà của họ, nhưng mà họ nhìn cái tâm của họ, đọc được cái tâm người kia, bắt đầu họ kêu ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, cái người kia ngồi xuống ở nhà kia, ở nhà đằng kia, chứ không phải là ngay trước mặt mình, không phải trước mặt người đó, kêu ngồi xuống, cái người đó đang đi ở trong nhà, nhiều phút đó họ có đi ngoài đường đang đi gì đó, cái họ được bắn rồi lên, cái họ bị sai khiến, họ trở lại ghế ngồi xuống, ngồi kia bị kia nó bắt đầu ngồi ngồi tiếp tục đó, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Cái đó là ý của người hữu dẫn người. Cái tên nghe kẹp ha, cái đó là một cái nghệ thuật, một nghệ thuật đó chẳng có làm gì cả,
nhưng mà chúng ta sẽ đọc được cái gì, cái tâm của con người bị sai khiến và ý của người khác. Tôi nghe kịp không? Đó thường thường cái từ khi nghe thân của người sai khiến được ta, lời của người sai khiến được ta, nhưng ý của người có sai khiến được ta không? Cũng vẫn có. Chẳng hạn như mẹ của sư á, từ hay nhắc nhở cho hàng con trong nhà đó, khi nào mà mẹ có khách á thì tất cả tụi con đừng có thai giảng ở trong phòng khách, để mẹ nó chịu khách không có bị mà ồn ào xáo trộn. Thì lúc đó làm sao mấy sư biết được, anh em mấy sư sẽ biết được, thì mẹ sẽ nói chứ, khi mà mẹ nhìn tụi con á thì những cái mắt mà nhìn thôi á, còn ý của mẹ không muốn tụi con thì bà ở đây đi liền đi. Thì tụi tôi ngoài ngày hôm sau á thì khách khứa rồi tới đó, mẹ sư cũng bưng nước trà mời khách gì đó, quay lại nó thì anh em sư nhìn cho biết câu hát này, lặng lẽ ra đi rời khỏi phòng khách, không có ồn ào để cho ba mẹ tiếp khách nó chịu được rõ ràng hơn. Chứ đó ý đang nói mà mình phải nghe, mình phải hiểu vào đó là hủ dẫn cái ta đó, chúng ta phải thực hiện liền. Chúng ta nghe kịp không? Đó những cái đó cũng vậy, cũng như có những cái đó, là Đức Phật chỉ nhìn thôi là chúng ta hiểu được. Ai hiểu được? Ananda. Không nè, Ananda khi mà đi theo với Đức Phật á, như Đức Phật nhìn qua một cái đó thì Ananda hiểu liền, nhưng mà chưa hiểu nguyên nhân là cái gì. Nào hỏi bạch Đức Thế Tôn, thì sao Đức Thế Tôn nhìn con vậy mà nhìn cái đó mà lại nhìn con? Này Ananda, đây là Như Lai cho con biết, người này chứ quá khứ là một vị trưởng giả keo kiệt, hôm nay sanh trở lại làm từng bé ăn xin, nghèo khổ mà xấu xí hành hạ. Đức Phật tiên nhân nói, Ananda hiểu liền. Cái hôm nay chính cái đó ta gọi là ý hữu dẫn ta. Biết thử nghe kịp không? Như trò đó có nhiều cách lắm. Thì ở đây quý Phật tử sẽ thấy rằng là tâm của con người chúng ta có hai loại. Tâm thứ nhất có hoàn hỷ, tâm thứ hai vô dẫn, và tâm thứ hai đó là gì? Hữu dẫn. Ta làm cả hai trường hợp đó. Rồi chưa? Trong hàng sau đời sống hàng ngày chúng ta kiểm soát hai cái tâm đó thôi, chúng ta cũng thấy thỏa thích được cái tâm của mình rồi đó. Cái tự nghe kẹp ha, cái tự lái xe, cái tự lái xe và cái tự thấy thích hợp, phải khoảng thích hợp thoải mái đó, cái tự không có muốn về nhà, nói vòng cái chơi cho nó khỏe rồi đó. Cái lúc đó cái tâm của mình là gì? Cao hành hỷ, thấy đi chơi cho nó sướng hơn, ở nhà làm gì còn không, từ một kia không ra mà nghĩ là không có gì mà tội lỗi hết á, từ một kia là thích ngồi lâu trong đó vô giảm. Còn ngồi mà còn bị kéo lôi ra, thúc đẩy ra nữa đó là hữu dạng. Cái tự nghe kẹt ha. Những cái đó luôn là vậy đó. Ăn của ta cũng vậy đó. Khi người ta ăn đó, ta nhìn thấy vật thật, phải không nè? Mình đối với những người xuất gia, người tu đó, ăn mà không có ấn tượng đó, là tâm gọi là tâm tham, vô dạng. Mà người xuất gia đó, mà có ấn tượng đó, mà ăn từ từ đó, thì tâm đó không có vô dạng, mà là hữu dạng. Khi ngộ mình có ấn tượng là vật thật này ta ăn là để nuôi mạng, chứ không phải là nuôi cái sắc thân như vậy. Thì lúc đó là họ cái xài tâm hủ nhận, nhưng mà vừa thấy vật thực đó họ bỏ vô, đổ vô, họ gấp muỗng ăn liền đó là tâm vô nhận. Thì khi quốc tử cũng vậy thôi, khi thấy vật thực nó đến quốc tử đó, từ thò tay bắt liền đó là vô nhận, rồi suy nghĩ đó là hủ nhận. Còn ăn cái này có tội không, ăn này là có nợ không, có thiếu nợ không, là tương kiến dần vô bắt tương kiến. Đời sống hàng ngày quốc tử cũng vậy thôi, nếu như tự không có quán sát hai loại tâm này, hai cái tư tâm này thôi, cái tự sẽ dính dễ dàng ở trong cái gì, thành kiến. Kịp chưa? Rồi chưa? Ở đây ngay phút giây đầu tiên mà cái tự tìm ra được hai cái tâm này đó, cho chúng ta thấy được cái gì, thành kiến. Thành kiến này gọi là thành kiến gì? Kiến sử di tế, nắm trong tâm, tâm thức của ta, thành kiến, kiến sự, vi tế. Mỗi phút, mỗi giây, quý tự tìm thân kiến từ nơi đâu? Mỗi phút, mỗi giây, quý tự tìm thân kiến tại đây, tương ứng kiến và bắt tương ứng kiến tại nơi đó. Quý tự nghe kẹp ha. Như vậy, vậy thì khi nào mà quý tự ngấy, thấy mà cái thân kiến này của mình ở đâu á, là quý tử phải nói làm gì? Ta còn có tâm tham, kịp chưa? Khi nào quý tử có một cái thân kiến khởi lên, sắc thọ tưởng hành thức
mà quý tử còn nói tài tôi của ta ở tại đây là quý tử phải thấy là gì? Quý tử có tâm tham ở tại nơi đó. Hiểu chưa? Như vậy, ta diệt thân kiến kiết sự. Thân kiến kiết sự từ đâu? Từ nơi tâm tham. Được chưa? Bữa nay chúng ta có câu trả lời được chưa? Ta diệt thân kiến kiết sự từ nơi đâu? Từ nơi tâm tham. Tham mà ta diệt được là ta diệt được thân kiến. Rồi chưa? Tôi tự nhớ mà. Thân kiến kiết sự từ nơi tâm tham thứ nhất. Tâm tham thứ hai, thấy rõ được rõ ràng thân kiến. Lúc bây giờ tôi thấy thân này là của ta không? Tức này quý tử thấy lúc này thân này là của ta không? Lời này là của ta không? Ý này là của ta không? Rồi thân lời ý của người làm cho ta làm theo. Như vậy thì ta có thân này và có người kia tác động vào người và ta làm theo. Lúc đó ta bị chi phối bởi vì ta có nghĩ rằng là có thân này của ta. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Được chưa? Rồi một người hành thiền không có bao giờ muốn ai đụng tới mình. Ngồi rồi đó là không có được là sửa họ. Có những hành giả như vậy đó, họ ngồi nghiêng, họ ngồi cong, họ ngồi thụng, họ ngồi không có ngay. Nếu như mà thiền sư lại mà uống sửa họ lại đó, họ bực bội thì lúc đó là họ đang bị gì? Thần kiến. Hẳn nè, họ bị thần kiến, không cho ai sửa đó. Thần kiến. Mà khi mà họ không cho sửa cái đó, họ thấy sai chấp lầm là họ ngồi đúng, họ ngồi phải, họ ngồi ngay, họ ngồi thẳng, không có thấy chặt. Mà người ta sửa, họ chấp nề tại đó là họ đang bị trong cái gì? Tham, thành kiến, từ ngực kiến, phải chưa? Còn họ chung mừng vui, họ không có gì là buồn, cầu hành hỷ. Họ thản nhiên, họ chấp nhận, họ giữ lấy thân nè, không có bị thay đổi, cầu hành xả. Quý tử nghe kịp ha? Có những người hành giả của thiền xong đó, xả thiền ra, họ nhờ được thấy bình. Sư, hồi nãy sư có thấy con cô ngồi thiền, thấy đúng không sư? Sư nói cho, ngồi thiền ngồi lưng thủng lắm, ngồi thiền chưa có thẳng lắm, ngồi thiền cái đầu còn gục lắm, thấy không? Giữa cái cổ lên, thẳng cái cổ lên, lưng thẳng lên, thì nó khỏe hơn, hơi thở nó thông hơn, như vậy. Không, con không chịu đâu, con ngồi vậy nó quen rồi, con ngồi vậy con thoải mái rồi. Cái đó là họ đang bị ở trong cái trạng thái gì? Tham, thành kiến. Tham, từ thành kiến. Họ vui mừng, họ giữ lấy câu hành hỷ. Họ thản nhiên, họ giữ lấy và không bỏ câu hành xả. Kịp chưa? Rồi chưa? Rồi tiếng có nhiều người họ không nói chứ. Họ ngồi thì trên ghế họ quen. Rồi họ ngồi xuống đất họ ngồi thì không được. Thì lúc đó họ đang bị đeo. Nếu giữ lấy cái của họ muốn có phải nè. Còn khi mà họ có ghế họ mới ngồi thiền được, còn khi mà họ có ghế ngồi thì không được thì khỏi ngồi. Không chỗ nào đi nữa thì làm sao? Đứng thiền trụ. Mà không có chỗ nào đứng nữa thì làm sao? Không có chỗ nằm luôn thì sao? Thôi khỏi thiền. Không có gì. Quý cô tử sẽ thấy tới lúc mà quý tử bị có trường hợp đó đó. Có một vị hành giả vào trong rừng đó, sẽ có kể nghe không nè. Có một vị hành giả vào trong rừng đó, vừa ngồi thiền xuống đó, chim muông khỉ chóc nó dỗ mất đó. Ồ, mấy ông ta ngồi thiền không được. Ông ta ra ngoài biển, ra ngoài một bổn đá mà bị ông ta ngồi. Thì ngồi xuống một bổn đá một biển đó, thì cá nó dỗ tung 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 dãy đuôi. Dỡ hết ở dưới dòng sông, dòng nước, trong biển đó. Thì người ta ồn quá, ta cứ mở mắt ra coi hoài đó. Người ta không tập trung để mà tập trung thiền đó. Người ta nguyện hôm nay ta gieo quan trái với chúng sanh này, gieo quan trái với ta. Kiếp sau ta sinh ra với năng lực thiền này đó, ta sinh ra. Ta làm một cái loài mà vô trong quân gia, ăn hết tất cả những chim muông mà lòng thỏ hết ta, khỉ chóc dỡ hết ta ăn hết. Ta ra ngoài biển đó, ta nhảy xuống biển ta ăn hết. Nãy giờ chỉ đuôi đụng đụng ta hồi thiền được. Ông ta sẽ trở thành là gì? Hạng phí. Phi nhờ. Ta gọi là ông đó, ông trong kinh điển thì còn gọi là gì? Kim sĩ điểu đó. Nửa thân người đó. Nửa thân người ở trên này là nửa thân người ở dưới là nó có cái chân bẩn cẳng đó, là kim sĩ điểu đó.
đó, đó là cái hạng người đó đó. Mà cái hạng người đó đó có khi là tà kiến, có khi là chánh kiến. Do đó đó quý tử sẽ thấy có loại đó vẫn có ở trong kinh điển, có nói ra nhỏ như vậy đó. Thì cái đó là quan trái. Vậy thì hôm nay chúng ta học hai cái tâm này, chúng ta phải cảm tạ. Thế nào? Chúng ta phải cảm tạ. Có khi ta quan hỷ mà trong thấy sai, mà cách mau lẹ. Có khi ta quan hỷ mà thấy sai trong các sự thật thúc đẩy dẫn dắt. Quý tử thường hay làm hữu giảng hay làm vô giảng? Quý tử cho sự hỏi này. Quý tử thường làm cách vô giảng hay làm hữu giảng? Làm cách mau lẹ là vô giảng, làm cách chần chừ suy nghĩ là hữu giảng. Quý tử thường hay làm thế nào? Là thường là cái nào? Thường là chủ dẫn hay là vô dẫn? Không cái nào mà làm là mau lẻ cho nè. Hoặc là toàn toàn vô dẫn nè. Có Thiên Hương đó là vô dẫn nè. Còn đây tất cả đều là hữu dẫn hết nè. Thấy chưa? Thấy là làm liền, thấy là làm liền là vô dẫn. Còn mà ngồi suy nghĩ đắn đo nên làm không nên làm, nên làm nên làm không nên làm, làm nên làm là hữu dẫn. Thế tôi làm cái nào? Cả hai luôn á. Hả? Tùy theo pháp nào hiện bài ha. Còn đổ thường theo pháp nữa. Giờ nãy không dám đổ thường thì giờ đổ bài pháp. Coi, quý vị tự nói á, để sự trình bày của tôi nghe. Nó làm ra thói quen mình hết á. Làm ra thói quen mình hết á. Nên cái tâm của mình ra sao á, là nó hiện bài cái ý của mình ra tại nó đó đó. Quý vị tự nghe kịp không? Quý vị tự muốn làm nhanh thì quý tử vô dặn, quý tử muốn làm chậm là quý tử vô dặn. Thức dậy cái là ngồi lên liền, trong cái nằm nước cái là vô dặn. Thức dậy á, có nhiều người họ dậy không chịu ngồi lên liền đâu, nước tối nó ngồi lên thui nó khát rồi nó ngồi lên, cái đó là vô dặn. Tôi nghe kịp không? Còn đi làm nó thì không đi làm liền, không có trần trừ trần tới đi lượn qua lượn lại lượn qua lượn lại, họ hét đủ thứ mà làm, cái đó là hữu dặn. Còn cái đứng lên cái làm liền, làm chuyện này làm chuyện kia, việc nào nó ra thì lấy làm xong hết, dứt khoát điểm xong đó là vô giảm. Thì quý tử thường hay làm loại nào? Ăn thì vô giảm, làm thì không giảm. Cái lớp này hay nha, cái này là chân lý nha. Cô Thảo còn nói nữa. Thế nhỏ thôi mà cũng cần nói ra lời. Ăn thì là vô giảng, mà làm thì là hữu giảng. Cái chân lý cho đó. Còn chứ không có đi ngược lại ha. Cả nhà còn về tu, còn về tới tu, tu cũng giảng hay không vô giảng? Tu là vô giảng hữu giảng. Sư sư nghe bên phía làm này nè, mới phát lời. Tôi vô dẫn. Vô dẫn à? Vô dẫn tức là cần dẫn vô. Tu quý tử không có vô dẫn đâu. Tu quý tử thành phần là hữu dẫn không hả? Để sư dẫn chứng cho bên tử nghe. Thấy cái cảnh đó thích hợp mình mới chịu tu, thấy cái người mình thích hợp mình mới chịu tu, thấy cái nơi đó thích hợp mình mới tu, thấy cái gì đó mình thích hợp mình mới tu. Mình tự đâu có chịu mà tu mà mình định ơn đâu. Thấy không? Cái đó cái tu của tự là đang bị là hữu dẫn 100%. Không nè, 100%. Chứ không có người nào mà tu là vô dẫn đâu. Sĩ đàn ta đó cũng là hữu dẫn. Không thấy già, không thấy bệnh, không thấy chết, không gì đạo sĩ, mẹ đâu có đi tu. Quý tử đừng có ngại, chuyện tu mà quý tử nói tốt mà vô dẫn không tin nổi đâu. Mình nói thả đại thì là hữu dẫn cho biết chắc à. Thế nói mà vô dẫn thì quá tin rồi, không có đâu, quá tốt mà khó có đó. Tốt như vừa, tốt còn tốt được, mà tốt mà tốt quá, tốt nghi ngờ. Hẳn nè, cho nên quý tử nói tốt, quý tử nói tu mà tu mà vô dẫn không có tin được, tu phải là hữu dẫn nè. Sĩ đàn ta cũng là hữu dẫn mới đi tu. Các bà mà vô tâm ni hay là giáo sư ta ra sau này thành lập ra người tiểu ni là tăng đoàn hay là ni đoàn đó cũng là do hữu dẫn à, chứ mấy bà đâu có đi tu được.
thảo nào không dẫn à. Thảo đó, nên có cái cô ấy, nếu mà tự mình hãy nói là mình là không dẫn thường lắm. Thế nè, cái tự có gặp cảnh gì nó ghê gốm đau khổ nó mới tự tu à. Cũng là không dẫn nè. Chứ đâu mà tự gốc từ trong bụng mẹ lọt ra đi tu liền má ơi. Con này không tu đâu. Thủ dẫn 100% rồi. Cái tự nghe kèm không nè. Đó, cái tự nghe kèm không. Còn cái thứ hai nữa đó, sư muốn nói với tự nghe, nếu mà Đức Phật ngày không có 32 tiếng tốt đó nha, thì là chưa chắc người ta chịu đi xuất gia đâu. Ngài múa cuốn hảo quang minh, thấy một hùng to cao lớn hơn một vị Phạm Thiên đó, nhân loại nhìn vô thấy cảm rất quan hỷ, xúc động đi tu đó, là như vậy đó. Tên ổn như bất cái lý vô chùa cũng còn có ngày không đó, cái đó là hữu dạng. Chứ đâu có mà vô mà thấy mắt lé một bên mà cái lòng muốn quạt xuống cả lòng muốn căng hô mà sao rồi cái lưng đi đi còn hiểu một hiểu một hiểu đâu biết mà tấu trời tấu thì tệ quá. Sẽ nói thiệt mà, sẽ nói thiệt mà, thì đúng là tấu vô từ từ sẽ có biết. Có một vị sư ở bên Việt Nam họ tuyên bố đó, thâu nhận đệ tử phải là đẹp mới thâu, còn xấu không nhận. Trong người nam chứ không nói người nữ, người nam tướng với ông thanh niên làm luôn mà đẹp mà quá tốt thôi luôn, nói thôi được này được rồi vô đây mà nó bớt quá thôi đi về gì đó chỉ có thể cho đi đâu cũng có thể thâu ra sẽ có thể mà nữa quá giò có cảnh dữ dội lắm. Ở đâu vậy sư? Việt Nam Bà Rịa. Rồi nói hỏi tiếp nữa đi, chùa nào hay không thôi nói nữa, chú nào chú hộ pháp rồi xong luôn rồi. Cái này là vô hộ pháp lên, cái này là vô giảng, chứ không phải là giảng vô. Thì rồi á, sư giảng ở chùa Việt Nam ở bên trung tâm Phật giáo Việt Nam bên Texas á, thì có một vị thầy tới hỏi sư, bạch sư, giáo hội Ni Đoàn được Đức Phật ngày thành lập vào năm nào? Trời ơi, nghe muốn điếu luôn nha. Nhưng mà tại vì một đời sẽ đâu giờ sẽ nghĩ tới Ni Đoàn đâu. Sẽ đọc kinh nhất các bà của Tâm Ni vô sao tu hết trong cái bài mà Therigatha đó là tiểu lão đi kể đó. Sẽ đọc kinh nhất mấy kệ sẽ đọc. Nhưng mà ông thầy lại hỏi câu đó, mặt mai ông hỏi trong phòng nha. Ông ra giữa chỗ mà giảng đường giữa đó nhà ông hỏi cái rồi biết đùng đùng chạy đó. Ông hỏi cho Ni Đoàn được thành lập năm nào? Đức Phật nhà lập Ni Đoàn năm nào? Sư ngồi thì nói, sư quên rồi. Để sư coi lại, mở hết cái điển trong tâm tạng coi lại, không có nói. Mở qua bên Ma Ha Quốc Cá, mà Trung Lão Quốc Cá, là tiểu phẩm và đại phẩm của tạng luật cũng không thấy nói. Thầy luật cái đặt ra, thì mới được ra ghi danh đó, không thấy nói, đó thấy có tình lập rồi thôi, mà không có nói. Về tới chùa ở tại nơi Tứ Phương Tăng Tự sẽ mới ra được cái bộ chú giải. Ni Đoàn được thành lập vào hạ thứ năm của Đức Phật, vào hạ thứ năm của Đức Phật. Và trong mùa ăn cư thứ năm của Đức Phật. Ngày đó, cái năm đó thì vua cha Băng Hà, Tịnh Phạn Dương, Đắc Quả La Hán, nhờ Yasodhara, bà Gotami đi vào con đường xuất gia, lập Ni Đoàn, lần đầu hạ thứ năm. Lúc đó là ngày thành lập, sau khi Ananda thỉnh cầu. Do đó, quý Phật tử sẽ thấy, có những cái mình không có ghi nhớ hết được niên sử đó. Lịch sử không có thể nhớ được đó. Thì cái này là hạ thứ năm Ni Đoàn được thành lập ra à, lúc đó đó là vua cha mất rồi. Hạ thứ bảy đó Đức Phật mới lên độ hoàng hậu Maya mẹ của ngài, tức là ngài độ xong hết người trên thế gian, là cha của ngài cũng A La Hán liên tịch niết bàn rồi á, mẹ vị mẫu của ngài là Gotami rồi Yasodhara và các dương tôn các bà hoàng hậu công chúa ở trong hoàng cung của ngài đó được đi xuất gia đó vào hạ thứ năm và thứ bảy. Hạ thứ bảy ngài mới đi lên độ hoàng hậu Maya. Vì đó đâu quý Phật tử sẽ thấy là những cái trường hợp đó mình có những cái mình quên nữa đó, không có nhớ được, tại không để ý tới là không có nhớ điện. Rồi ở đây quý Phật tử sẽ trả lại cái tâm thứ nhất và tâm thứ hai, câu hành nỷ tương kiến thì vô dạng và hữu dạng mình phải nhớ ha. Rồi chúng ta qua cái tâm thứ ba. Tâm thứ ba là chúng ta nói là gì? Câu hành nỷ bắt tường kiến
mà vô vô giảm. Rồi chưa? Câu hành niệm bất tương kiến vô giảm. Tức là tham có sự vui mừng thỏa thích mà không thấy sai, thấy tội một cách mau lẹ, dính mắc vào đó gọi là vô giảm. Tham qua vui mừng thỏa thích mà không thấy sai, không thấy tội một cách mau lẹ, dính mắc vào đó ta gọi là gì? Câu hành niệm bất tương kiến vô giảm. Và chưa? Cho suy cho ví dụ tự bắt đầu theo dõi nè. Theo dõi chúng ta sẽ thấy khi quý tử vô trong cái thiền đường, xin các hiểu tự nghe nha, khi tự vô trong thiền đường, sắp tới đây chúng ta có khóa tu tại nơi Tứ Phương Tăng Tự, phải không nè? Đúng nè, nhà 18 Tây đúng không? 18 Tây tháng 8 chúng ta có khóa tu nhà đó. Mà khóa tu đó nó sẽ đưa ra một cái nội khóa hay là nội quy của khóa tu, đây gọi là nội khóa. Thì quý Phật tử sẽ được thực hiện một giờ ngồi, một giờ đi, rõ ràng giờ nào là giờ trí tịnh cho nghỉ, giờ nào là giờ hành thiền, giờ nào là giờ thiền đi cho thiền tọa thiền hành. Chúng ta phải rõ ràng một giờ, rõ ràng nghỉ kẹp ha. Thì khi mà chúng ta ghi danh, chúng ta ghi nhận vào đó thì quý tử phải thực hiện theo cái nội khóa đó, đúng không? Giờ ngồi phải ngồi cho đúng giờ, giờ ngồi giờ xả ngồi tới giờ đi phải đi cho đúng giờ, không có giờ này hụt qua hụt lại, không dùng tới được luôn. Thêm thì không sao mà thiếu là không nên. Thì tôi nghe kèm không? Coi có một số hành giả sau khi họ ghi nội khóa xong, vô ngồi thiền xong, nhưng mà họ thấy không nổi, một giờ họ ngồi không nổi, 45 phút họ xả thiền ra, phải không nè? Cái thiền sư giám thị sẽ thấy nó chứ, người ta nhắc mình hãy ngồi, nhưng mình đứng lên đi về, bỏ ngay ra về. Thì lúc bấy giờ đó họ mừng, họ được xả thiền trước 15 phút, đúng không? Họ mừng, họ mừng họ xả được thiền 15 phút, họ thấy không có gì là tội cả, họ thấy không có gì là tội cả. Tại vì sao? Họ không có thiếu nợ 15 phút bây giờ thì đó mình đã hứa với thì được. Và họ làm một cách mau lẹ dễ dàng như vậy. Thì tỉnh nghe kịp không? 15 phút đó là thiền sư đã đứng ra co, ra công đứng co cho mình á. Mà mình bỏ 15 phút đó đó thì mình đang thiếu nợ vị thiền sư. Quý tử không làm được á, thì phải nói trước. Còn quý tử không làm được thì đó đó, quý tử bỏ ra về đó, bỏ ra giường 45 phút à. Còn 15 phút đó không qua nổi, đứng lên có về phòng là một, hai đứng lên bỏ qua thiền hành là hai, hay là nói chung là bỏ cái giờ ngồi thiền của mình do lý do nào cũng được. Hoan hỷ xả thiền mau lẹ, thứ hai nghĩa là không tội, thứ ba một cách mau lẹ buông bỏ, không lần bàn bạc trước với vị thiền sư hay là nói trước. Quý tử dính vô trong cái gì? Tham, câu hành hỷ, bất tương kiến và vô giảm. Nghĩ là ngon, mình nghĩ là chỉ cho tới là ta phải ra thôi. Còn cái thứ khi vị thiền sư lại nói chứ, ông thiếu cái thiền đường chúng tôi 15 phút rồi đó. Ông thiếu cái thiền đường chúng tôi 15 phút rồi đó. Nó không có, làm theo khả năng thôi, không có gì tội cả. Bên đây là tương ân kiến, bên đây là bát tướng tương ân kiến. Cái tướng nghe kẹp à, cái tướng nha. Coi đó, như vậy thì quý tử sẽ nói là gì? Một giờ là không được, phải nói trước với ban tổ. Ủa chứ rồi chưa ra nội khóa được không? Khó khăn mà quý tử lên được đó thì quý tử tốt, quý tử tuột xuống mà thiếu á, quý tử nên thiếu nợ mà tội hỏi tại nơi đó là mình có sự muốn được như vậy đó, là mình có tâm tham, kịp chưa? Quý tử phải cả khán tặng coi cái tâm của mình, kịp chưa? Đứa bé vô trong chùa ăn cắp một trái xoài, biết rằng là đói bụng cần phải ăn, nhưng mà họ có đứa bé đó biết rằng ăn cắp mà chưa xin phép thầy hay của chư tăng là bé đó có tội, nhưng mà vì đó bụng phải ăn
máu lẹ cấp ăn liền, hay là máu lẹ lấy nước uống liền thì khát nước, họ biết là có tội thì là bắt tương ứng kia. Còn cái này cho là không tội cả, cứ chùa lúc nào cũng ăn phở, cũng lúc nào cũng cho là tương ứng kia. Cái tên nghe kẹp không? Tương kiến là nghĩ rằng không tội, đó là còn ngày bắt tương kiến biết rằng có tội nhưng mà vẫn phải làm là bắt tương kiến. Kiến chưa? Xin nghe. Thưa sư, tại vì cái chữ kiến dễ lẫn lộn lắm, nhưng mà sử dụng tà kiến thì dễ hiểu hơn, được tương tà kiến, tương bất tương tà kiến, được. Con nhận dễ hơn. Nhưng mà tiếng Pali nó không có để tầm trong đó là mitra đi thấy đó, do đó sẽ dịch sát ngữ là gì tương ứng kiến rồi. Còn nếu như mà quý Phật tử muốn có chữ là tương tà kiến đó thì sư sẽ thấy trong Pali của Đức Phật ngài có nói là mitra đi thấy đó, mới để vô đó. Mới tự đọc lại cái quyển sách này để là tương ứng kiến chứ không phải chữ mitra. Do đó là mình phải hiểu vậy đó. Do đó là đó mới là chú giải. Mình học chú giải cái kịp nha. Ăn cắp trái xoài cho rằng không tội là tương kiến. Ăn cắp trái xoài biết là có tội nhưng mà vẫn ăn cắp là bắt tương kiến. Nghe kịp nha. Xả thiền trước 15 phút cho rằng không tội, không thiếu nợ với thiền đường là tương kiến. Nhưng mà xả thiền trước 15 phút vì hoàn cảnh chịu không nổi phải xả thiền, biết rằng đây là có tội chứ nợ với thiền đường là bắt tương, bắt tương kiến. Quý tử ở loại nào? Tương kiến à? Hả? Bắt tương kiến à? Cái bắt tương kiến nhẹ tội hơn, cái này tương kiến nặng tội hơn à? Kiểu không? Vô giảng là nặng tội hơn, hủ giảng là ít tội hơn. Đó, quý tử nhớ à, chúng ta sẽ phân biệt cái tám cái tâm rồi đó. Rồi quý tử sẽ thấy là tội nào nặng, tội nào nhẹ nữa. Quý tử mới thấy. Ở trong cái thí dụ á, trong bài cuốn sách ta có rồi. Vô dẫn tội nhiều hơn hữu dẫn. Quý tử nghe kịp à. Quý tử vô mà lấy trái xoài cắp tiền á, là tội nặng lắm. Còn mà kia suối á, cắp tiền, lấy đi, chia hai cho. Thì quý tử mới tội nhẹ hơn. Chia hai đó. À, quý tử nói tội chia hai đó. Tội nó có chia hai không? Hả? Tội có chia hai không? Không. Hả? Tội ai lấy? Lấy chịu. Hả nè? Mà quý tử nghe kịp nha. Nhưng mà tội của ai lấy chịu là một. Nhưng mà tội mà người mau lẹ lấy, còn tội của người xuống đất lấy, là cái đó nó còn theo cái tác ấy nữa đó, mà tính thành nữa. Nói về nghiệp á. Trong nghiệp nhưng mà theo tác ấy nữa, có cả nữa đó. Được chưa? Rồi, ở đây quý tử thật qua cái tâm thứ ba là bắt tương kiến. Tâm thứ tư là gì? Hủ giảm. Y như trên nhưng mà thêm chữ hủ. Hủ giảm đổi chữ vô giảm thành là hủ giảm. Tham câu hoàn hỷ bắt tương kiến hủ giảm là tâm thứ tư, tâm tham thứ tư. Được chưa nè? Rồi, trong đó là chúng ta qua được bốn cái tâm này. Quý tử quen được chưa? Câu hành hỷ, tương kiến, hồ dẫn. Tâm thứ hai, câu hành hỷ, tương kiến, hủ dẫn. Câu thứ ba, câu hành hỷ, bắt tương kiến, hồ dẫn. Câu hành hỷ, bắt tương kiến, hủ dẫn. Là tâm thứ tư. Được chưa? Trong bốn cái tâm tham này mà về câu hành hỷ thì tâm thứ tư nhẹ tội nhất. Được chưa? Rồi, và tâm thứ ba nhẹ tội vừa vừa. Tâm thứ hai tội nặng nặng lên. Tâm thứ tư nhất tội nặng nhất. Nha, yeah, tôi nhớ à. Tôi nhớ à, được chưa? Rồi. Quý tử giết con kiến. Xài tâm gì? Quý tử giết con kiến, quý tử xài tâm gì? Hả? Đòi hỏi cho lời nó. Quý tử giết con kiến, quý tử xài tâm gì? Ngay khi quý tử giết con kiến xài tâm sang. Muốn giết con kiến xài tâm gì? Hả? Nhớ ha, quý tử nhớ nha. Giết con kiến á, lúc quý tử thò cái tay quý tử giết xuống con kiến á là tâm sang. Nhưng mà quý tử muốn giết con kiến này là tâm à. Quý tử nghe kẹp ha. Ăn cắp là tâm gì? Hả? Ăn cắp là tâm gì? Tham.
tâm tham là tâm cấp là tham, muốn ăn cắp là tâm gì? Tại tham. Tham nó có mới bốn cái rồi chẳng hạn thì đại tham cho đó rồi. Muốn ăn cắp vẫn là tâm tham đó nè, còn chưa ăn cắp cho bỏ ghét là tâm gì? Tham thì sang nha, cái nhớ nha, ăn cắp bỏ ghét là tham thì sang thì sẽ nghe. Chút xíu nữa mình xem biết là tất cả tham sân đều là si là gốc mà mình biết rồi mà, để tự nghiệp cảm không, tự đừng có lo, tham do si, sân do si, hiện bài ra tất cả vì si mà ta tham, vì si mà ta sân, cái đó chúng ta không phải lo. Chúng mình qua tới phần mà si si sẽ cho thấy rõ hơn, và chúng mình coi nghe kịp mà coi. Nếu thí dụ tiếp theo nè, ăn cắp mà cho bỏ ghét là tham sân không nè, không nè. Thương chúng sanh bị bệnh nan y, thương con chó bị bệnh nan y, không muốn kéo dài cái sự đau khổ của nó, chúng ta hạ một cái nhát dao hay chim tim một cái mũi kim vào cho nó chết. Ngay phút giây đó có tôi xài tâm gì? Thương chúng sanh, thương con chó nó đang bị đơn cơn đau hoàng hoại đó, tôi xài cái tâm gì? Tôi không muốn kéo dài cái tuổi thọ cái con chó nó bị đau nhức hành hạ nó hoàng hoại nó khổ lắm, thì tôi xài cái tâm gì? Hả? Tâm giết con kia con chó là tâm sân, phải không nào? Mà muốn giết con chó đó là tâm tham. Trạng thái quyết định đó là một trạng thái si mê. Tình nghe kịp không? Nhớ mà. Do đó tôi phải cẩn thận. Sư ở đứng trong cái trạng thái nan giải ba lần như vậy đó. Sư đó, 2 năm liền sư bị ba cái nan giải sư nè. Tại vì ba con chó của sư ở bên bản đó, con Cali đó, sư đi nó thường có ngã bệnh, một con thì nó bị quại huyết, mà sư đưa vô bệnh gọi là Juicy Davis đó. Ở trên Cali nó có cái chỗ mà Juicy Davis đó, chỗ chuyên môn chữa bệnh đó, sửa máu nó là 7,000, mà Phật tử sư phải trả cho nó 7,000 đồng để sửa cái máu đó lại, mà cũng không qua được. Rồi báo qua bên đại sư, bác sĩ nói phải hút kim nó ra chứ không nuôi nó nổi. Sư nói không, giữ nuôi được khi nào sư không có tiền nữa thôi, chứ còn phải nuôi cho nó tới khi nào cúc kim ra sư không cho nuôi, phải nuôi và tới khi nó chết thì sư mới cho. Nhưng mà mỗi tháng sư phải trả tiền đó, vậy đó, hay là mà tới sẽ trả tiền mà sửa cái máu không là 7,000, mà bác sĩ kêu nó phải cúc ra, không cúc ra là chết, là sư nói không cho cắt, không có cắt được, mình cắt nó được đó, nhân đó quả đó trở lại mình. Tới khi mình nằm nữa đó, ta cũng cút ra nữa, ta cút ra mình nữa, tính cái kèm không? Mà sư phải dần co như vậy đó. Lúc đó là sư sẽ dần co. Mà Phật tử sư và bác sĩ bên kia nói chuyện sư, đây là lòng thương, lòng bi mẫn cứu nó, không nó hành hạ nó đau khổ đó, nó chết nhận chết mòn. Sư nói không, đừng làm. Mà cũng không nên thuyết pháp cho sư nghe. Sư nói vậy là đừng nên thuyết pháp sư nghe, tại vì sư biết pháp, sư giải thích được pháp, sư đối diện được pháp, để sư giải quyết đó theo pháp, chứ đừng nói pháp cho nghe, tại vì sư bị dao động. Cái khi sư nhẹ tâm chút xíu đó, sư quyết định liền đó, thì quả nó chết tới người mà sư liền. Quý tử nghe kẹp không? Cho đó, những lúc đó, quý tử sẽ thấy cái tâm của mình là tâm nào. Thương chúng sanh là tâm mình đó, tâm từ, hay là tâm bi, là tâm thiện. Nhưng hành động của mình đó, giết một chúng sanh, cứu nó qua khỏi căn bệnh nan y, trong lúc đó mình hiện bày một cái bắt toàn nguyện là tâm sân, và quyết lòng mà thực hiện cho bằng được cái đó là một tâm tham, mà thấy nó không tội là tương ương kiến, mà làm cách mau lẹ là vô nhận. Dễ sợ vậy đó. Nó sẽ làm việc 3 lần, 3 con chó. Xin nghe. Dạ thưa sư, thế bây giờ mình làm cái living will á, là trường hợp mình bị bệnh á, mình không có muốn cho ống thở thì mình đi luôn. Vậy là mình có tạo cái nghiệp không? Không nghiệp. Lương tâm của vị y khoa là bệnh nhân từ bỏ mình chứ mình không bỏ bệnh nhân. Mình phải thề trước khi một cái mà, trước khi mình vô ngành y khoa phải thề bệnh nhân bỏ ta chứ ta không bỏ bệnh nhân. Mình phải làm hết sức mình tới cuối cùng, chứ không có thể mà gọi là chấp tay buông bỏ gì như hoàn cảnh nào cả. Cái đó còn ông sư còn hơn nữa. Ông sư còn hơn nữa là dịnh sư dưới cho cái nhân quả nữa.
lời dạy Đức Phật đó, hiện bất hiện tội phước, nghiệp báo, nghiệp quả đều đuổi qua nghiệp lực. Khó lắm. Mà sư làm liên tục vậy, xin nghe. Thưa sư, mình không nói là bác sĩ, mình nói là mình. Mình không được. Mình làm cái review là khi mà... Mình là chúng sanh. Mình không có muốn tạm ống thở. Mình là chúng sanh. Thì như vậy là mình tạm cái gì cho mình được. Cho mình. Chúng đúng giờ mình nói mình không giết người ta mà mình tự sát cũng vậy à. Mình tự sát mình cũng phải về bà ông này. Mình không có sát sanh. Nhưng mà mình giết mình cũng là tháo sát sanh. Tại vì mình là chúng sanh. Dạ. Thầy sư nghe. Sư ngày cho mình đó. Dạ. Ngày kiếp người ta vợ. Dạ. Người ta kêu ra lên. Dạ. Dạ không. Không được bất cứ trí phần. Dạ. Đi về kỳ nghiệm. Dạ. Và chuẩn bị cho chị ba là sao. Dạ. Nhưng mà ngày đó thì có pháp. Còn mình không có pháp. Không có chút. Nếu mà tại nghe kẹp pháp như sư á. Như sư nó sẽ có pháp. Sư không nhận. Thì đó diệm được. Còn với tử. Nghĩ tới cái đó mình buông bỏ đó. Mình đang muốn bỏ đó, chính cái đó trong di tế như cái tâm của mình vẫn còn có cái trạng thái dưới của mình chấp nhận mà à, mình nó nhỏ trong lòng mình chấp nhận, không dám nói ai ra nghe, sợ người thân nghe tội nghiệp thương mình chạy chọt lo mình, nhưng trong đó mình có cái tác ý mình muốn giết mình, buông bỏ mình, không muốn đón nhận mà. Còn cái pháp nó khác, ví dụ như sư nói sư có pháp Ba La Mật, sư đi cái pháp Ba La Mật thì sư không đi pháp sư hay thế. Thì sẽ đi sư thế, thì sẽ đi pháp mạnh hơn, một cao hơn đó, một phước luôn đó. Còn cái tưởng có vàng trái, cái tưởng sẽ mình dính vô cái dòng vàng trái. Dính vô cái dòng vàng trái mà chị sẽ nghe. Nhưng mà cái pháp đó giống như là nếu một người bình thường họ chưa họ học mà họ coi như là những người có cái học Phật pháp và họ ý thức được, họ không có bám vô cái sự mà sống chết đó đó, mình ý thức được thì mình có cái sự chuẩn bị dạ. Dạ. Thay vì mình phải những cái đó thì mình về nhà mình tự tại mình thấy không có gì qua bằng pháp Ba La Mật mới được mà. Vậy là phải nguyện có Ba La Mật nó chứ không nguyện không kịp. Bây giờ phải có Ba La Mật nó chứ nguyện lúc đó rồi quay lại không kịp. Cái đó là mình chạy mình tìm lúc đó tôi nguyện Ba La Mật bây giờ tôi nguyện phải có bây giờ trước đây rồi một năm hai năm nay rồi thì bây giờ nó tới mình mới dùng được. Còn ngay lúc đó mình dùng nó ra mình chạy rồi. Cứ tự nghe kẹp không? Thì thí dụ như mình bị đụng xe rồi đó, tôi mình chạy đi mua insulin. Đấy. Ký trước bà sư. Mình ký trước đâu? Không có tâm nào cũng chẳng có trong đó nó một cái vi tế, không có chạy được cái tâm mình được. Từ khi là Ba La Mật mà cái đó mình phải đọc cho sư nghe. Thưa sư, nếu mà mình nghĩ rằng là nếu mà để cho bác sĩ làm bỏ hoàn toàn bao nhiêu cách để cứu mình cái lúc đó thì mình nghĩ đó là mình tạo cái duyên để cứu vãn cái cuộc sống của mình. Đà. Thay vì làm như vậy thì nói là không làm gì hết để tùy duyên lúc nào nó đến thì nó đến thì sao? Không được, phải nói làm gì vậy cũng vẫn có, mình cũng buông rồi. Mình cũng buông trong rất nhỏ nhỏ cái đó cũng có. 1% cũng có là cái tư tưởng đó. Từ khi sư nói như trường hợp ngài sư minh hay trường hợp của sư là cái đó là Ba La Mật kiên cố bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp tới là thấy Ba La Mật được, tới là thấy Ba La Mật không thấy pháp, không thấy chuyện của mình, thấy Ba La Mật thôi, đi với Ba La Mật, hành với Ba La Mật, sống với Ba La Mật, về chết với Ba La Mật thì cái đó mới được. Nên sư nói tự bài à, quý tử có hai con đường đi mà quý tử không lựa thì thế thì siêu thế, mình phải luôn có. Tới lúc đó mình chạy, mình chữa, mình lo, mình chụp, mình dục, mình lấy. Thì cái đó là một hiện tượng thôi, chứ không thực tế. Mình phải làm bây giờ. Phải không nè? Mình phải chuẩn bị ngay bây giờ. Mình tu một tu bây giờ. Mình học bây giờ, mình hành bây giờ. Tới tới lúc đó mình cũng có mình dùng chứ. Còn tới lúc đó mình có cái bài cái công nguyện là công nguyện này. Cái đó đâu phải. Phải không nè? Nếu mà tự phải chuẩn bị bây giờ. Mà sư đã nói 2 năm nay rồi. Mà coi như gió khoảng bay bay mà ta nghĩ như thế nào. Xin nguyện nạp nhanh. Xin nguyện nạp nhanh.
đến đạo quả niết bàn, đạo quả sinh thành cảnh hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên chú hộ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chú hộ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chú hộ tại chùa Hoa Nghiêm, các chư thiên chú hộ tại chùa Giác Hoàng, các chư thiên chú hộ tại trung tâm này, các chư thiên chú hộ trong nhà của chúng con, xin chư thiên hoan hỷ, với quả phước báo này, được tâm phúc tâm thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, thành kính hồi hướng quả phước báo này, đến củ nguyên thất tổ, tổ ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, của chúng con đã quá vãng, xin quan hỷ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, chia quả phước báo này, nên thành bằng biến của chúng con còn đang tại thiền, được tai qua nạn khỏi, tâm bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, tâm phúc tâm thọ, hậu cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, tâm chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh, trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, điều nhau cả hãy chư thiên nữ trên hư không nghe địa cầu thượng nữ rõ thông mọi điều, tâm vương thần lực có nhiều, thần sinh quan hỷ phước điều chúng con đã hộ trì Phật giáo tăng bồi, ca Phật thầy tổ an vui lâu dài, quyên cuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn đỏ hầu mô sanh, phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước bao vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đau lợi thọ nhạc, chúng sanh hữu tướng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, tâm trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân mang, chúng sanh nay biết hoàn toàn hạnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được này, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh quan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng tới nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bao cúng dường, qua thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Xa 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 rồi.
ví dụ tự thấy mình được bao nhiêu cái tâm tham nhiều lắm à. Nhiều cái tâm tham lắm mà này thấy rõ không à, thấy nhiều tâm tham không thấy hả thấy là quá chừng á thấy nó rõ thấy rõ dạ đó thì quý phật tử mình không có gì mình ngồi mình coi cái tâm mình á bữa nay cái mình ngồi xuống mình phải coi lại cái tâm mình nó có một tiếng đồng hồ thôi thì mình thấy nó có bao nhiêu cái hiện bài ra mình muốn đủ thứ hết trên là cái tâm mình nó chạy đủ thứ hết à. Rồi nó đi theo nghiệp cũ của mình cũng có, đi theo cái vọng bóng tương lai của mình cũng có, mình đánh mất cái hiện tại mình cũng có, và mình không để ý cái chuyện mình đang có gì hiện tại về thân về hơi thở mình chạy. Rồi cái mình kéo mình trở lại cũng có. Đây, quý vị để có câu hỏi gì thắc mắc cho sư nghe rồi chúng ta ngồi giải đáp cho quý vị. Hồi nãy mình có nghe ai gái không nghe? Nghe nghe hấp dẫn mê ly một cả đó. Nghe rõ mê ly một cả. Nghe đủ hết á. Đủ cả âm thanh trường điệu đủ loại mọi thành tích các trên. Rồi quý tử bà có hỏi thắc mắc gì không cho xin nghe thì rồi chúng ta cùng giải đáp cho xin nghe cô phương. Rồi vô đây con ráng con bỏ nói coi cho nó cũng đau hơn, nhưng mà tại vì cô biết tại sao cái đó cái thói quen của mình đó, chính cái đó đó có một số hành giả đó khi mà họ dính vô cái thói quen rồi đó, họ mắc cái thói quen đó cũng là cái trở ngại cho họ mắc cái định. Cái quý phật tử biết không, cái định đó, nó quan trọng lắm. Cái định đó mà quý tử có đó mới phát sinh trí tuệ được. Nếu mà tâm quý tử chưa định đó, tâm quý tử còn lo, tâm dao động, còn phóng đi đó, thì trí tuệ nó không có phát sinh lên đâu. Tại vì cái ly nước chanh đó mà quý tử thọc cái muỗng cho quý tử khuấy bên ngoài đó thì không uống được đâu. Nó lấy cái muỗng ra để yên rồi nó bắt đầu nó uống được. Cái định đó là chỗ đó đó. Thì khi mà quý phật tử ngồi trên cái ghế hay là trên cái tòa cụ, trên cái bộ đoàn này đó, mà mình ngồi mình quen rồi đó, nó đặt cái bàn tọa của mình quen ở trên đó rồi đó, cho nên mình ngồi nó khác. Chỉ khác một chút thôi đó là mình mất cái trạng thái định của mình liền. Mình nghĩ mình sẽ bị bật, mình sẽ bị ngã, hay là mình sẽ bị té, hay là mình sẽ bị dao động đó. Cái đó đó, nên đó, các vị thiền sư họ thường hay hỏi vị thiền sinh mình trước khi mà mình vô ngồi thiền, để cho họ đáp ứng cho mình thuận lợi, điều kiện đáp ứng cho nó đầy đủ của mình ngồi tu cho họ, thì mình sẽ thành công cho mình. Thì cái điều đó đó họ nói, mình cần tòa cụ không? Họ cho. Mình cần cái mồm không? Họ cho. Mình cần cái ghế không? Họ cho. Họ hỏi mình trước hết á. Rồi mình khi mình đáp ứng được á, mình phải đứng và thực hiện đúng kỹ thuật của họ chỉ mình mới đi. Do đó đó kỳ này cô có cái tòa cụ á, trong cái gối cô ngồi đó thì cô thấy nó khác hơn cái chỗ ngồi của trước của mình đó, thì mình sẽ lúc nào cũng bị bật té ngã ngửa hay vân vân nữa. Cái điều đó tập nhiên không có thắc mắc. Rồi cô kéo cái gối về cô ngồi lại, ngồi yên lại liền. Cái đó là do nơi cái quyết định của người hành giả. Trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo được ta, thì quý tử sẽ thấy rằng là mình sẽ quyết định là cái chỗ này nè, là mình có quyết định là mình ngồi thiền mãi mãi luôn không, từ đây cho tới cuối cuộc đời của mình ngồi thiền suốt luôn hay không, thì mình phải có cái quyết định đó. Thì cái quyết định đó mình phải tạo ra, mình có một cái nền ép ngồi thiền để mình theo cái đó như là một cái khuôn khổ vậy đó, một cái fan, một cái khung hình vậy đó, đi trong đó thì mình sẽ quyết định đó. Thì do đó thì nhưng trong lịch sử của đệ tử Đức Phật không có ngồi tọa cụ và không có xài cái gì gối ngồi tọa cụ đó, là ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên, hai vị đó không bao giờ ngồi. Và trong các trung tâm thiền đó, các vị thiền sư nổi tiếng á, từ ngày sư biết có ngày không có ngồi gối, các ngài không có ngồi gối, ngồi thường như cái bằng thẳng như này, chạy cái miếng giải toàn cụ mà thường các vị sư những điện hay ngồi đó, chạy xuống mà ngồi đẹp xuống như này. Thì đó họ tạo cái gì, tạo cái khó họ trước, họ tạo cái thiếu họ trước, họ tạo cái không thuận lợi họ trước, không có
dễ dàng chứ. Rồi ngồi trong cái khó đó mà được cái này có ngồi đâu cũng được. Thì đó, đó mình phải tìm cái đó đó. Còn cái Phật tử mà nếu như Phật tử không có đủ cái khả năng làm cái đó thì không mình cứ xài. Xài đủ loại gói hết. Có trên, có trước, có sau, có trắng bắp dế, có trắng đồ gói, có trắng đồ mắt cá, đủ loại hết á. À, cái đi vậy đó. Cái đó tùy năng Phật tử là theo thầy sư thấy vậy đó. Dạ sư nghe. Dạ. Khi mà mình ngồi thiền đó, thì con xin sư hướng dẫn lại, nhắc nhở lại. Okay. Thường á, nếu mà mình muốn mà ngồi thiền cho nó an trú lâu dài và nó thành ra là một cái tiến trình đi nó không có thối lui. Có nhiều người ta tiến tu đó nó được, có nhiều người ta bị thối tu, không có tiến tu được. Cũng do hai cái trường hợp gì thì một là như thế này. Là khi mà quý Phật tử ngồi thiền á, cái ngày của tưởng đầu tiên á là cái ngày đó nó gây nhiều ấn tượng cho người thiền sinh lắm. Nhưng mà xin biết là hôm nay cũng tưởng không có còn cái ngày đầu tiên để cái ấn tượng của mình ngồi thiền đó rồi. Thì nó quá nhiều rồi, nhiều thứ, nhiều chuyện rồi xảy ra rồi. Nhưng mà giờ sư nó cũng nó một, có một cái khuôn khổ để chúng ta tập tu mình như thế này. Khi mà tưởng ngồi xuống thiền á, mình chọn cái gì, tư thế nào thì mình chọn cái tư thế đó mình coi kỹ. Thứ nhất, cái đó là quan trọng. Còn cái tư thế đó quan trọng lắm. Tư thế đó là mình ngồi kỹ. Nếu mà mình thích ngồi để hai tay như ngày Ma Si á, thì ngày Ma Si ngày luôn luôn để hai tay. Ngày không có để đụng hai cái này. Ngày Chatila thì ngày kêu mình phải ngồi hai cái tay này đụng để mình có cái trạng thái tới chừng để mình có chánh niệm để không bị ông trầm. Nhưng mà ngày Ma Si này, ngày đẩy. Do đó đó, mình phải chọn cái đó nữa. Thì khi mình đã chọn cái ngày đó đầu tiên mà mình cho là bắt đầu mình chuẩn bị lại đó, thì mình để hai cái tay đó mình để luôn. Thì ngày mai mình phải vô ngồi y vậy. Mà trước khi mình xả thiền mình cũng phải nhớ lại hồi nãy mình ngồi vậy, để ngày mai mình mới bắt đầu làm lại cái này như vậy. Nhớ chưa? Cái đó là vậy ha. Rồi á, hồi nãy á, ở đây sư thấy có nhiều cô ngồi á, sư không thấy người nam nhưng mà thấy mấy cô ngồi á, thì có cái đầu nghe đó. Cái gục cái đầu đó, nó không có lợi cho cái hơi thở mình phải không nè. Tại vì mình mới nghẹn, mình ngồi nếu mà thẳng luôn vậy nè, thì cái hơi thở mình nó thâm xuống, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên như vậy. Còn mình ngồi gục cái đây thì mình bị nghẹn đi. Thì mình ngồi mình thấy nó bị nghẹn, mình tức tức rồi nó khó cái thuốc lưu thông, mình khó chịu đó. Thì mình có biết sửa không? Nếu mình có biết sửa thì là mình có chánh niệm và có trí tuệ. Còn nếu như mình không có biết ngồi luôn suốt một giờ đồng hồ mình ngồi không xong thì mình thấy cái đó là chân ngại đó, mình phải ngồi mình nghiệm lại, kịp chưa? Do đó đó có nhiều người đó, họ ngồi mà bị nghẹn mà không biết sửa, họ ngồi gục luôn như vậy đó là họ ở trong trạng thái gì, không có chánh niệm và có trí tuệ để thấy mình sửa cái lúc đó, họ buông luôn, họ đi vào cái định luôn. Họ đi vô cái định của họ luôn, nhưng họ không có cái niệm và họ không có tuệ. Cho nên cái định họ đi sâu vô luôn đó, họ đi sâu vô nó họ cục luôn. Mà không phải là sự đó, không phải họ không trầm nha. Không trầm nó khác, nó đạt cái ngũ thiền rồi, nó làm cao rồi. Mình không có dám nói tới cái mặt cao cấp đó. Nhưng cái này họ vẫn định đó, họ định. Nhưng mà họ không tới một cái đạo quả được đâu. Nếu mà thiền quán, không đến được. Tại vì sao? Họ đến cái trạng thái có thiền chỉ thì sao? Họ ép cái tâm họ. Nó ép, ở lúc nào đang ép ghê lắm. Thì cái đó mình ngày hôm sau mình đừng có làm cái đó. Mình phải coi cái đó để mình sửa ngày mai. Cái đó là phải quán. Nên tiếng Bali nó gọi là Vichara hay là Paccawekati, tức là quán xét lại. Quán xét thẳng khác là mình coi trở lại. Người nào cũng vậy đó. Trước khi mà chúng ta có cái thói quen mà ngồi thiền một tiếng, thiền đi một tiếng, một thiền ngồi một tiếng đó, thì còn 5 phút đó, là mình phải có sự quan sát cho lại. Hôm nay mình ngồi thiền được không? Có kết quả không? Tốt không? Trở ngại không? Trở ngại chỗ nào? Hiểu không? Thấy chỗ nào? Cái mình ngồi mình phải quan sát liền. Quan sát là liền. Cái rút ra kinh nghiệm, rút kinh nghiệm đó là mẹ có thành công đó. Chứ không phải là thất bại là mẹ thành công. Rút kinh nghiệm mỗi chút mà sửa. Thì mình ra sĩ đặt ta 6 năm là có kinh nghiệm không, mình ra được đạo quả đó.
hiểu nè. Cho đó đó mình phải tìm cái đó mình học của ngài, mình cũng học với mình chỗ mình nữa, phải cực kỳ nhiều. Con người hơn thua nhau không có phải là kiến thức, nhưng người hơn thua nhau bởi kinh nghiệm họ thu đạt được sâu sắc và chính xác. Xin nhắc lại, hơn nhau phải kiến thức, họ hơn nhau bởi kinh nghiệm họ thu đạt được sâu sắc và chính xác, cái đó mới là thành tựu, chứ đừng nói là kiến thức. Kiến thức không có trong đây, các bỏ kiến thức ra ngoài hết, nhưng mà chính xác và sâu sắc và đạt được cái đời của mình, mình làm được đó đó là cái đó là kết quả thành tựu. Bởi cái đó mình gặt hái được liền. Do đó 5 phút mà mình coi, 5 phút trước mình vô, 5 phút mình chấm dứt, mình ra phải coi chuẩn bị lúc đó đó hết, mình ghi nhớ. Song song đó vẫn còn phải nhớ rõ là mình bọt bụng đói hay không, bụng no hay không, có uống nước nó đầy đủ không, thiếu nước không, không phải biết kiểm tra mình trước khi nó nữa đó. Nếu như mà mình không biết cái đó đó, ngày mai nó khác hơn cái bữa nay, mình cũng khó vô được. Thì cả đó là yếu tố cần thiết mà mình phải có. Khi nào mình vô bữa nay mình bụng đói, mình vô mình ngồi khác, bữa ngày mai mình bụng no, ngồi mình ngồi sẽ khác liền à. Thế thì mình đi tìm so sánh nó không được, không so sánh nó được, mà mình thiếu cái chánh niệm đó, không có ghi nhớ được cái đó đó, thì chính cái đó đó mình phát sinh nên si và nghi, mà không giải đáp được là qua si phóng dật, đi nước tốt luôn. Nên cái tự bại biết, nên ngồi thiền giờ này phút này bụng mình no thì mình biết, hay bụng mình đói mình biết. Như hồi nãy đó mình chạy ra mình uống nước, mình chạy ra mình ăn, mình vô mình ngồi nó khác. Còn ngày hôm qua mình cũng có chạy ra mình ngồi luôn, nó khác. Cái đó nó phải so sánh thay thấy được như đó, chứ đừng đem cái no mà so sánh cái đói, đừng đem so sánh cái khác mà so sánh cái đầy đủ nước, mình so sánh như là không được. Phải cẩn thận cái đó nữa. Rồi thứ ba, sức khỏe của mình. Nếu mà mình ngủ đủ, mình uống đủ, mình sống đủ, mình khỏe mạnh á, mình phải coi mình ngày đó mình ngồi sao. Còn cái bữa nay mình làm việc nhiều quá, quá nhiều việc, overtime, quá nhiều, mệt mỏi, vô ngồi mình so sánh gì cũng được. Cái đó cũng là một yếu tố, mình kiểm tra cái đó trước. Cái đó nó các thiền sư đó yêu cầu các thiền sinh trong khóa tu là phải buông bỏ hết, dẹp hết tất cả mọi chuyện bên ngoài, tập trung là tu đó, thì họ mới theo dõi được cái cửa của mình. Không cho đọc sách đâu mà, không cho nghiên cứu đâu mà, không cho mình mà hỏi ai đâu mà. Tất cả là sự im lặng và theo dõi cho chính mình, và họ hiểu biết những cái gì mình ghi nhận liền để làm kinh nghiệm, chứ không có cho làm gì cả. Mà mình đây, mà mình không có theo cái đó đó, mình vớt liền. Những cái yếu tố đó cũng là hình thành ra một cái lợi ích của kinh nghiệm của mình. Do đó đó, nên các quý Phật hành thiền sinh của mình phải nhớ như này. Ta học, ta hiểu, ta biết, nhưng mà vô hành ta phải kiểm tra và theo dõi và có kinh nghiệm gặt hái. Cái đó là quan trọng. Được chưa? Được chưa? Được không? Phải có, nhớ như cái đó dạ. Xin nghe. Con ngồi thì cái thế mà như vậy thì có lúc mà con cảm thấy người đó nó căng quá, nó rất là stress á. Dạ, nó thẳng. Dạ, dạ. Nó cứ bất mình. Lúc đó là không phải buồn mình lại à. Dạ, dạ. Cái đó là mình không có phạm, tất nhiên là mình có quyền sửa. Cứ tưởng nghe kịp á. Cái như vậy là quý vị tưởng thêm có một số các vị Phật tử mình ngồi thiền chút xíu mà mình thụng xuống vậy nè, thụng xuống một cách rất tự nhiên theo kiểu vật lý, sẽ không có trái đất tất cả được thụng xuống vút xuống mặt đất mình mà, thì mình kéo ngồi lên, ngồi nó lên lại được, nhưng mà luôn luôn phải có chánh niệm. Trước khi mình sửa, mình niệm muốn sửa, còn mình sửa à thẳng rồi, hiểu rồi, biết rồi, theo dõi tạo lại. Được, tính cái kèo ha. Đứng đó, đó, nhưng mà không có gián đoạn cái, không có gián đoạn cái niệm. Nếu nói về pháp thú á, nếu nói về pháp thú, về bát tha na, là cái tự đang tiến hành vô trong vô gián duyên, rồi liên tục không gián đoạn về chánh niệm, và liên tục như vậy đó, cũng tự có trí tuệ hiểu biết trong cái sự chuyển động của mình, trong cái hành động của mình đó. Mình biết sửa, mình đang có tính niệm, mình có biết sửa như vậy đó, gọi là đẳng vô gián duyên.
mà khi mà đẳng vô nhánh kia nó mình tạo ra một cái sự lợi ích cho mình, một cái thường thường cận nghi duyên, thường cận nghi duyên lúc đó đó mình sửa tất cả những cái thói quen của mình bởi một vị thần nghiệp duyên, thì chính cái đó đó mình đang có một câu sinh nghiệp duyên đi tới cái trạng thái không có tôi nữa, mà mình hưởng cái phước của một chuyện cái pháp định của mình tại đó, hay là cái phước trí tuệ sẽ lên đó, mình vô gián thủ đi phước đó để mình đào quản phạt. Mà mình không biết dùng cái đó, mình không biết cái pháp phú đó, mình chưa có xài về cái đó đâu. Thành cái đó đó, bây giờ mình coi cái tâm mình thôi. Tại vì mình tự lên cái trình độ mà pháp phú đó, tôi tự thấy cái duyên nó lớn rất là hay, và nó bẻ cái con đường mà thập nhị nhân duyên, duyên minh, duyên hành rất là dễ. Mà cái tự chưa có quen đó, mình chưa có sự câu, chưa có gì đó. Thì lúc đó đó, mình phải làm liên tục như thế này. Liên tục của mình đang chủ động như đó, thì cái nghiệp cũ của mình đó, nó đang tới để mà nó đẩy mình ra. Nó đẩy ra mình ra, mình đẩy tiếp tục nó là vậy. Thì lúc nào mình cũng có cái trạng thái mình chủ động và quyết định để mình đẩy, thì mình không cho nó lắng qua bên này, mình biết nó đang lắng. Hành giả đều biết nó đang lắng mình, mà mình không có muốn cho nó lắng qua, thì mình đẩy nó luôn xuống, mình đẩy nó thẳng xuống, mình đè nó xuống ra, thì bắt đầu mình trị lên. Nhưng mà mình đẩy xuống, mình đè nó, người chỉ có cái nghiệp cũ của mình xuống rồi đó, thì mình bắt đầu là gì? Mình phải đi tiếp. Thì nó lên lên, nơi này không có, để đó mình được lời vô hữu ly thứ. Còn không, mình ở đây là hiện hữu bất ly, là mình hiện thế nhân thiên, phải đi tiếp. Cái đó, đó là tệ quán. Tệ quán thì đi tới đó đó, thì nó mới bỏ cái trạng thái của sanh diệt, bỏ luôn trạng thái đeo níu của cái trạng thái của danh sắc, nó đồng phải đi tiếp tới mình mới lấy được. Còn không thì mình ở đây mình cứ giữ lấy mình thử này. Cái lúc đó xin nói đằng sau một chút thì nghe nhiều, và tại bữa nay con đau rất nhiều. À. Thì con nhìn thấy cái tâm con nó đang sân thì con. Tôi bỏ lên. Thì con, dạ, thì lúc đó thì con nghĩ là con phải buông xả cái sân nó, con có giữ cái sân nó, thì cái cơn đau con nó giảm được một chút. À. Nhưng mà sau đó nó vẫn tiếp tục, thì con cứ nhận đau rồi. Nó không qua những cái hành trình như xin nói là tê nhất ở đau mới tê và nó tới đau liền, nên tức là cái đau nó quá mạnh, con không thể nào mà chưa định nói niệm tiếp tục niệm đau nữa, thì con cứ quay trở về cái nơi thở của con. Cô biết không, khi mà đó tại cô không diễn tả được cái chính xác cái diễn trình của mình, khi mà cái đau mà không chịu định nổi nữa đó, phải không cô niệm cái đúng không? Khi mà tê nó chỉ xuống đau liền phải không? Dạ, đúng không? Biết là con nó cái buông xả nó thân theo con, nghĩa là nó dỡ đỡ cho con đau. Dạ. Con cứ tiếp tục con làm như vậy và con cứ quay lại cái lần thở của con buông. Dạ. Và cứ theo đó mình cứ theo dõi rồi tiếp tục buông xả, thấy cô thấy khỏe liền mà nè. Dạ. Như đó thành đó là mình đã tham thăng tiến đó. Đó là thật là cái đó mà con thấy đó. Thấy khỏe rồi đó. Rồi xong rồi. Đây, bắt đầu lo còn tiếp tục nữa. Đó, nó đánh ngành lắm, mà ghê lẻ lắm. Mà mình cứ tưởng là mình khỏe rồi mình rồi đó. Dính liền. Tham đăng ký nó đâu rồi. Không có. Nó tàn nhẫn, nó dữ dằn, nó dữ dội, nó khó khăn rồi đó. Thì mình mới đắp đầu, mình mới nảy nếp. Nó dằn qua, dằn lại mà. Rồi mình thấy thắng là được ở đó. Thấy khỏe rồi đó. Là mình mới đi ra liền. Chứ còn ở đây là mình có, khi ngủ bắt liền. Khỏe rồi. Khỏe rồi, tôi thấy khỏe rồi. Qua cái tâm của con là con toàn coi nó là sân nhiều hơn, tại nó quá hơn đấy. Con toàn thấy cái sân thì con phải buông cái sân đi. Đó. Hả? Thì là con buông cái sân chứ không. Vậy là mình khỏe liền không? Con không hẳn là con theo cái con phải buông cái mà con toàn cái tâm cái sân của con. Con nghĩ là nó sân thì con buông liền. Buông liền. Rồi thấy khỏe không? Thì
Còn cái đó ngoài cái sạc mình, cái đó là một cái là phương tiện cho mình thôi. Nhưng mà mình phải dùng tâm để mình đặt cú cánh cho còn mình trở vô cái phương tiện đó, mình hưởng cái thành tựu cái phương tiện đó đâu có đúng, mình hưởng cú cánh đó. Đó, đó. Nên quý tử thấy không, một chút xíu đó, cái mình có kinh nghiệm thì sao mình luận lại nữa. Mình tránh cho cái chỗ khác, xin nghe. Thưa sư, khi mà con nhận ra được con có cái tâm tham là nó đã qua rồi. Đúng rồi, không cứ đào rồi, à đúng. Tại vì các quý Phật tử đã nói, sư đã nói rồi. Nếu mà quý tử lấy được hiện tại đó là Niết Bàn, Niết Bàn mà hiện tại mình bắt qua đó là quá khứ, nó góp vào thành là tử liền, là sa tí, nó trở thành sân nhà. Mình có qua rồi, mình ghi nhớ lại, mình đã qua tham rồi. Muốn rồi, qua tham rồi, không có kịp nó là qua tham rồi. Đó, mấy cái đó nó nhanh lắm. Nhưng mà vì sao đó, mình phải chuẩn bị nó. Tại vì nó tới á, nó tới qua có một chút và một sát na thôi là nó góp vô trong quá khứ liền. Cái đó mình bắt ngay đó được nó đó là mình thắng, còn không nên tuột qua lại vậy thế rồi. Nhà sư nghe sư có nói một phần về lúc trước, sư có nói một phần về cái trường hợp như vậy đó, thì sư nói là sư làm là khi nào mà nó đau lên đó thì mình xét nghiệm đau ha, sau mình trở lại hơi thở của mình chứ không, mình không phải là để ý, yeah. Là mình để mình xả, tức là mình không cần phải muốn xả, thì mình trở lại cái niệm cái hơi thở của mình, xong nó bớt hay không bớt thì mình để, là xong rồi nó lên lại thì mình lại để ý, yeah. Như vậy có đúng không? Dạ đúng, tức là nên như vậy đó, nó sẽ làm cho mình hai cái lợi ích cho mình là như thế. Là khi nào mà mình bị đau á, mà mình cứ đắm đuối vô trong cái đau và mình niệm cho tới khi mình mong mình nó hết đau á, thì cái đó là mình bị dướng vô trong cái thiền chỉ. Mấy Phật tử nghe kịp không? Thứ nhất là tại sao gọi thiền chỉ? Là đau á, mình cứ niệm đau à. Còn nếu á, mà Phật tử muốn cho thân là thiền quán á, là Phật tử không có cần niệm đau. Mình niệm đau ba lần thôi. Đau à. Mà nếu mà thiền quán đi luôn thì thế này sẽ trị cho nghe. Là khi mà đau ba lần lắm hết, mình thường trở lại hơi thở để cho mình quân bình, để mình còn ngồi tiếp được, mình nhìn thấy tiếp pháp. Nhưng mà mình không có muốn trở lại hơi thở, mình nhìn luôn cái đau đó, nó đau từ đâu, những thứ như thế nào và ra sao, bắt đầu mình nhìn tiếp, mình theo dõi nó tiếp, theo dõi tiếp, như là mình theo vượt đủ tôn trọng. Bởi sinh có đó hai cách đó mà, phải không nè, mình tiếp tục vượt đủ tôn trọng, tiếp tục theo trọng, đi tiếp theo trọng. Và lúc đó nó diễn tiến ra, nó hoại cái sắc pháp này, nó nát tan sắc thân này, và nó không còn được yên ổn một phút nào cho cái sắc thân này của mình. Nhưng tâm mình không có bị dao động, cái đó là quan trọng. Nhưng mà nếu á, mà tâm thân đau mà tâm mình đau luôn á, thì mình mới thua. Còn thân mình đau mà tâm mình không đau, mình tiếp tục còn theo dõi nổi đó, thì mình theo. Do đó nó có cách thứ hai, là người ta gọi là gì? Khi mà mình cứu người mình bị chết đuối á, mình phải đủ hơi thở. Nếu mà không đủ hơi thở, mình cứu người ta không đủ, nó sẽ dìm mình xuống để mình ngập thở rồi mình cứu ra được nó. Do đó cái thứ hai là gì, mình không theo độ dỗ nổi cái đau quá đó, mình trở lại hơi thở để chi, lấy tâm bắt lấy cảnh của mình để giữ tâm mình không đau cái đã, rồi xuống nhìn xuống lại lần thứ hai cái thằng đau, cái nó mới được. Đó hai cách. Do đó đối với cái cách mà người mà tịnh quán trí giả đó, họ nhìn tiếp luôn, họ thấy luôn pháp rồi lấy luôn thực tướng là vô thường khổ đau. Còn nếu như mà họ có được, họ phải trở ra một cái là chỉ quán, họ lấy hơi thở đổ xuống thì mới tông nhìn sớm trở lại cái này để họ đối diện nó được. Đó là hai cách mà mình có khả năng á thì mình đi tiếp. Nên đối với các vị mà như là một kiều liên mà xá lại pháp đó là đi tiếp luôn, bắt luôn thì ra liền trong một phút giây đó à, không có cần phải mà trở ra chỉ quán mà trở vô lại. Còn mình á không đủ á thì mình qua chỉ quán mà trở vô là tịnh quán. Cái thứ hai, sau khi mình nghe một pháp thoại mà một số hội chúng được đắc đạo quả từ sơ quả trở lên á, là khi mà họ nghe cái pháp thoại đó, họ nghe họ thấy pháp, chứ họ thấy cái tôi được nghe pháp, tôi hưởng được pháp này, tôi đón được pháp gì này, do đó là họ qua liền trong đó mà vô luôn. Cũng như vậy, đó là tịnh quán. Còn cái chỉ quán đó, vô cái pháp này nghe hoa nghĩ, mình ghi nhận pháp này để mình nhớ, để mình học tập. Lúc đó là mình rất là chỉ quán, thì mình luận ở đó, ở một cái pháp mà hạn chế của mình là có rồi thôi. Do đó
hai cái đó đó nó thường giằng co với con người phàm với chúng ta lắm. Lúc đó đó, nếu mà quý tử có ba la mật đó, cái ba la mật này đó nó không có cho phép quý tử trở lại nhân thiền, nó lôi quý tử đi qua con đường đầu hả liền à. Mà quý tử không có đó, rõ ràng là nó gớp trở lại nhân thiền, nó cho mình hưởng cái pháp mình đang có, thù thắng quy diệu pháp gì hoan hỷ, cái đó là mình hưởng. Do đó cái người mà họ có ba la mật á, cái người không ba la mật, cái gì mà họ biết đó, họ đẩy cái ra thì mà mình không có dùng được. Nên Đức Phật ngài đến cái phà hội chúng đó, họ nhìn ngài nhìn giữa bao nhiêu hội chúng có bao nhiêu ba la mật, rồi đẩy một cái pháp thoại vô là cái đắc đạo quả liền. Còn cái giới một cái pháp thoại mà ngài biết mà không có ba la mật á, ngài đưa khắp vị thôi để mà ngài gieo duyên cái vị đó, lấy cái pháp thù thắng đó mà khích lệ lên sẽ là gì, tâm phủ dẫn trước, còn ngài mới đưa qua tâm vô dẫn rồi đạo quả bởi ba la mật của họ nuôi dưỡng lên mình. Hai cái đó đó nên các quý Phật tử mình bị kẹt cái chỗ đó đó. Sư có cái trở ngại của sư đó là tại vì sư nguyện chính đẳng chính giác. Nếu như mà sư chỉ cần đổi là cái tinh thần giác á, sư lượng ngay liền là không có khó, mà sư không cách nào mà sư nói hoài được, có tử chưa có hiểu đó. Dù như thầy sư phải tìm cách nữa sư tìm tẩy cho quý tử sẽ lại ra. Vậy do đó đó là quý tử sẽ thấy đó là ngay khi cái trạng thái cái pháp nó đến với mình á, mình có ba la mật á, là cái pháp đó nó gớp vô ba la mật chứ không phải gớp vô cái người của mình. Còn nếu như mình có ba la mật á, cái pháp mà nó đến với mình á, mình nằm ở trong cái pháp này, mình đang giải quyết nó, nó khác thì nhỉ. Xin nói ví dụ, cái người mà có nghề, thì cái việc nó đến đó, cái nghề đó họ giải quyết cái việc đó. Còn người mà không có nghề, cái việc nó đến đó, mình lấy kiến thức của tôi, mình giải quyết cái việc đó. Vậy đó, tướng cái chỗ đó, mà có một chút xíu chỗ đó mà người ta không làm ra. Từng nghe kèm không? Nghĩ cái đó thôi à. Mà quý tử sư ngồi cái bên quý tử đó là sư dùng đủ một cách để mà sư đẩy kia đó, mà không được, là tại vì mình chưa ra được đó. Mà sư biết là không có cách nào quý tử ra khỏi cái sự mà hướng dẫn của sư được đâu. Chắc chắn sư phải đi đúng cái con đường sư đang sắp đặt, chắc chắn như vậy đó, mà không sớm nào vì sư không có tuyên bố được bây giờ, nhưng mà quý tử sẽ tới. Thầy sẽ biết cơ mà. Thầy nói tôi đứng bên bờ ranh mà có tôi không dùng được cái bờ ranh chở vô cho lộn lại cái cũ. Cũ lắm. Sẽ nói là chưa, rồi thắc mắc chưa nè. Thiên cơ bất khả tiết. Không được tiết lộ. Nhưng mà chắc chắn sư bảo nó đảm. Nên nó sẽ không càng đông người, sẽ càng số lượng như này đủ để cho sư siết đó, sư siết được á là quý tử thấy kết quả ghê gớm lắm, được cái đó mà chắc chắn là như vậy. Tại vì sư hiểu được cái chuyện mình phải làm. Bỏ đau sao? Bỏ đau sao? Bữa nay thì đỡ hơn. Vậy đỡ. Cuối thì cũng phải đau rất là đau. Vậy không còn đau rồi. Hồi nãy lúc con ngồi thì con cảm thấy như là cái thân con ốm lại, con cao lên để đi dùng thuốc. Dạ. Hả? Mình tưởng yêu cho sao nữa. Trời ơi, có hai cái rồi, niệm thì tưởng. Mình không có niệm được thì bà tưởng. Thì người anh ốm cao lên thì anh đang tưởng quá rồi. Mình đâu có thiệt đâu. Nó lớp cho sinh nha. Nó nhiều cái giả cảnh đó. Quý Phật tử nghe kịp không? Trong khi mình ngồi thiền á, nó có nhiều cái gia cảnh lắm, mình phải clear cái tâm mình trước để mình đừng bị gia cảnh nó xâm nhập vô, nó bị lít vô rồi, nó bị xen vô rồi. Quý tử nghe kẹp không? Mày nghe kẹp không? Do đó đó, khi mà mình vừa khỏi lên đó, mà thấy nó ốm lên một cái là mình nghĩ à. Còn mình còn tại đội lên cao, mình ngó xuống mình nữa mà. Thấy không? Thấy mình ốm cao rồi, mình ngó xuống nữa là cái là mình đuôi cái đó rồi. Cái đó là dục cái gì? Tham cái máy, không biết tham cái máy,
hành tinh ứng chiến mà câu hành hỷ mà vô dẫn số 1. Cùng nhìn thấy mình mà ốm cao quá xuống thấy nó hấp dẫn không? Thấy người mình hấp dẫn không? Không hấp dẫn à, thế thôi. Đó là hấp dẫn rồi chứ. Đấy chứ. Nhưng mà lúc đó con nhìn thấy được cái đau và cái lúc đó cái chân con rất là nóng, con bị đau. Thì con thấy được cái đó. Rồi rồi con cũng vẫn niệm đau với lại niệm nóng. Tại nó nóng quá. Rồi hết luôn. Rồi hết luôn. Tôi nhìn mẹ mới rồi. Xin chỉ bài cho nghe. Khi cái chân mình bị thấy một nóng, một chân bị đau á, xin trình bày cho nghe. Cái tứ đại của anh á, lúc đó đó là nước á, với lửa, nước á, với gió đó, nó không có vô trong cái chân bị nóng á, nó đang đẩy cái thân mình lên. Cái khi mình đẩy lên nó, cái gió đang lên như thế này nè, cái nước nó bơm cái gió, cái gió nó bơm cái nước, nó đẩy hai cái nó đi lên như này, nên người cái cảm giác nó cao lên đó. Nhưng thực ra nó cũng y đó chứ không có cao thật nhỉ. Thì cái đó bên đây anh bị nóng, chân bên này bị đau. Tại vì giống như mình nói, giống như là mình đang chịu một cái chân để mình nó đi lên. Cái đó bên đây nó không có hòa. Cái lúc đó là tứ đại mình nhìn vô thấy rõ liền. Và khi mình thấy rõ được tứ đại như vậy đó, mình thấy rõ được sắc pháp. Thấy rõ được sắc pháp, cái tâm mình nhìn vô đó, tâm với mình sắc pháp, danh sắc nông nó hợp nhau, nó ra được cái vấn đề liền. Không có, lúc đó mình không có nắm bắt cái đó đó, mình mất cái cơ hội. Được chưa? Thì sao đừng ngó nữa. Lúc đó con vẫn theo dõi nó. Theo dõi. Nhưng mà không có quán cái thấy cái sắc pháp, mình phải theo dõi cái cảnh tượng của mình thôi. Con thấy cả hai. Được, thấy cả hai, thấy sắc pháp rồi nè. Thấy nó đắp nước rồi gió rồi. Đó là thấy cảnh tượng thôi. Nhưng mà con cũng vẫn thấy được, cảm thấy được cái sự nóng của nó chảy. Đó là cũng là cảnh tượng thôi. Chứ con không có thấy được sắc pháp đắp nước rồi gió của mình đang hoài. Không thấy. Chưa tới cái đó. Chưa tới cái đó. Vậy rồi. Giờ sẽ nghe. Sư khi mình đang quán thọ cái cơn đau nó xanh nó diệt một chỗ thì nó chạy ra đầu chỗ khác mình không? Thì chạy ra đó mình niệm tiếp. Mình theo cái chỗ đó hay không? Không, nó đang đi tới đâu mình theo tới đó. Nhưng mà cái chỗ này nó đau, nó đau thêm cái chỗ khác. Mình niệm luôn cả hai. Đau đây, đau đó, rồi giữ là cái tâm. Đau đây, đau đó, giữ là cái tâm. Đau đây, đau đó, giữ là cái tâm. Giờ ta nên chạm vô hai đứa, nên giờ cô đứng ở đâu? Cô nhìn thằng kia, thằng này. Mình giữ cái tâm, có sợ nó không? Thằng này, nhìn thằng kia. Hai cái, mình nhìn qua, mình coi là cái tâm, mình sợ nó không? Mình chẳng biết nó là sao. Mình vào mình lại, giữ cái tâm. Thấy không nè, con nhện nó bung cái lưới nó ra, mà nếu như nó tốt, nó có con ruồi thôi. Nhưng mà vừa con ruồi vừa con bướm nữa, thì nó phải sao? Thấy có hai con ruồi con bướm, giữ cái tầm. Con ruồi con bướm chạy ra, nhìn ra thấy trở vô nằm, chạy giữ cái tầm. Nếu mà ba thì mình phải niệm ba, nhưng mà giữ cái tầm, vẫn giữ cái tầm và không dao động, là gọi là tâm không phóng dật. Nhưng mà nếu mà một cái tâm mình chỉ bắt một cảnh, mình thấy một cái chỗ cái một cái một cảnh mà, một cái một tâm mà. Là thì khi mà con ngó xuống đây là một tâm mà, rồi con buông ra cái này con ngó lên tâm kia là một tâm mà, rồi con nhìn lại tâm của mình là một tâm mà, gọi là quán tâm trong tâm mà. Nghe chưa? Rồi còn gì nữa? Đó, mình phải làm, nó đâu có đơn giản. Định nghiệp của cô á, nó đến với cô như vậy đó, là con nghiệp nó là mình ra nhiều trong quá khứ, là mình gây nhiều quan trái. Thì đó nó đến. Nếu có nhiều người mà không quan trái là tới một cách đơn giản lắm, một với một thôi. Nhưng mà mình thấy hai, thấy ba, thấy bốn, không phải riêng một cô Hương đâu, nhiều lắm. Hai, có ba, bốn đó là nghiệp quan trái mình có nhiều. Tới đó cái thêm mình ngồi chuyện nó làm cho mình bị chi phối tâm mình nhiều lắm. Mà chi phối tâm mình vậy nó trong đời sống mình vậy, mình cũng bị chi phối cuộc sống mình vậy đó. Bắt này bắt kia, lo này lo kia, không yên cái tâm mình được nào cũng bị lo, quay cuồng cái đó. Hiểu không? Mình phải coi cái tâm mình lại và mình giải quyết là, còn khi mình giải quyết được cái một thiền á thì mình giải quyết đời sống hàng ngày mình được. Chị sẽ nghe. Có hồi thì có niệm Phật. Dạ. Dạ được không? Dạ không. Có đồng niệm Phật. Phật có yên rồi.
con niệm cái tâm của con, con coi cái hơi thở coi và theo những cái gì đó là có. Dạ, có đừng niệm Phật, niệm Phật là biết đó rồi. Thôi thí dụ bây giờ là động tâm. Hả? Niệm như vậy là động tâm. Không phải động tâm. Tôi vô thay đổi hơi thở vô ra, nó ra sao? Dài, nó ngắn, nhanh, nó chậm, nó nặng, nó nhẹ, nó có, nó không, nó có, nó không, gì đó mình coi thay đổi lại. Yeah. Không có đừng niệm cái đó nữa. Ngày ngày đã yên rồi, mình có lo theo dõi cái hơi thở của mình. Cái hơi thở. Thì đó, nên hồi nãy nó con niệm A Di Đà Phật đó, nên con tới Tây Phương Cực Lạc luôn đó. Con cũng nhớ không? Dạ sao? Con tới Tây Phương Cực Lạc hồi nãy đó. Nên nãy sẽ ngồi sẽ nghe con gái quá trời lớp á. Lên tới đó rồi. Nghe gái sao phải? Con sẽ nghe. Nghe rõ. Dạ, hổ ngược cái bên. Dạ, niệm Phật mà phải. À đúng rồi, lúc niệm, lúc niệm, lúc mà đi. Lúc niệm, lúc đi. Con nghe kêu không? Dạ. Và đó đó mình phải trả lại theo cái hơi thay thở của mình để mình biết cái sự sống. Còn cái kia nó yên. Dạ. Theo hơi thở. Thay theo thở vô ra. Nhưng mà xin thầy như hít vô rồi thở ra, mình theo hơi thở mình đó vậy được. Dạ, tự nhiên của nó. Dạ, không ép, không gồng, không thúc. Cái hơi thở nó có như thế nào mình theo dõi nó dạ tự nhiên và cứ ngồi nó nhân viên đi hồi một lần đi lên San Jose đó thì dạ. Đi theo cái thầy dạ. Thở ra phòng xẹp phòng xẹp dạ. Nó theo tôi cô cái theo đi và nó sẽ biết cái chuyện của nó dạ. Và mình sẽ biết cái tâm của mình chuyện đó dạ. Dạ dạ không không có thầy cái niệm Phật đó nó thuộc là A nó Sati. Tức là pháp nó tùy niệm, nó chỉ đưa đến cận định thôi, nó không có nhập định. Mà đó là pháp môn về thiền chỉ. Ở đây sư hướng dẫn các quý Phật tử ngồi đây là pháp môn thiền quán Vipassana. Để mình thấy rõ những cái sự diễn tiến của nó, thay đổi nó không có yên một chỗ đó. Mình nắm bắt được nên mình tìm tới con đường vô thường của đau vô ngã. Mình nắm bắt ra được thực tướng thì nó đạo quả. Còn cô niệm Phật đó thì nó đã yên rồi, nó nằm chỗ rồi đó, cô cứ ngồi đó hoài, con niệm hoài đó thì nó là thiền chỉ đi cô tới đắc định. Mà cái niệm Phật nó không có đắc định là gì, khi mà cô muốn niệm Phật mà muốn có được ân đức Phật đó thì cô phải biết chính cái ân đức Phật. Từ khi mà Itipiso Phakawa Arahant, đức Phật này là ăn cúng, là một ứng cúng, là đắc đắng, được cúng dường, là được tính chi, cô phải hiểu rõ được từ ân đức Phật đó, cô mới niệm Phật đó mới chính xác. Còn niệm hồng danh phân pháp bên ngoài, cô không bỏ được nội dung của ân đức đó đó, cô không có nắm được cái đó, làm sao cô hiểu được cái phần mà cô đang tu tập. Do đó đó, chỉ là mình đứng ở bên ngoài mình niệm không mà. Hay là ví dụ như giờ cô cứ ngồi bên đây cô niệm tên của sư thôi. Mà tên của sư cô niệm mà cô đâu có hiểu được con người của sư, sự sống của sư và cái cuộc đời của sư ra sao đâu. Cô không có hiểu được, cô niệm tên sư hoài, mình niệm tên sư hoài. Thì cái tâm cô ở đâu? Cô niệm trên cái danh tên, chứ cô không vô được cái nội dung của tên. Và hiểu được cái nghĩa của tên đó, dùng cái đó để làm gì cho cái tâm mình đang ngồi đây mình niệm cái này làm gì. Có hiểu sư nói không? Dạ hiểu. Và đó thì đó mình thấy nó không có lợi ích đó. Mà nó chưa có cần thiết á. Mình buông bỏ, mình lấy được cái góc độ mà mình cần thiết mình làm. Thế theo hơi thở sư nói cái chỗ hồi dạy sao theo hơi thở mình phùng xẹp phùng phẹp bụng đó mình thở ra rồi phùng nhấc bình bụng lên thở ra như vậy được không? Dạ không, không có phải nó gì vậy nữa. Cái hơi thở mà cô gọi là cô muốn nó phòng mà cô gồng được để cô phó được phòng đó, cái đó là cô đang thúc ép nó, cô không phải nữa. Có nhiều người ta đâu có thấy được phòng sợ cái miếng hơi thở họ cứ ngang ngực thôi mà, cô hiểu sư nói không? Dạ. Cái đó nên chị trả lại thì là cô dùng cái pháp môn mà tu Vipassana này, cô nhìn thấy như một bộ phim vậy đó. Cái gì nó đang có, nó có. Cái gì mà cô thấy nó có mà cô biết nó có là cô đang có. Cái sự phản thấy hiểu biết nó đang có là như thế thôi. Nó phòng được đó thì cô niệm phòng, nếu không bóp phòng được thì cô niệm hơi thở nó có vô nó ra được không? Thì sao nó như tường nó theo hơi thở. Dạ. Bởi vì tôi đi mấy chỗ khác á, như ở trên Quy Lai Thiền Viện ở San Jose đó, dạ, sư nghĩ dạy dạ. Thì họ dạy đi với sư của bà bên Mỹ Địa qua. Dạ sư nghĩ dạ sư nghĩ đó. Dạ. Dạ không sao hết, cô sư miếng, sư tích lên, sư tàu, sư tập trú cũng được hết đó đó. Nhưng không phải lấy cái Vipassana là cô theo dõi cái hơi thở nó ra sao, như nó đang có, đang có, cô đang hiểu đang có. Như vậy cô đã có tâm, cô hiểu rõ cái đang có đó. Là cái đó là cô đang hiểu đúng rồi. Quan trọng là theo hơi thở. Dạ không, theo cái dõi cái tâm của mình vào cái nhập cái hiện tượng hơi thở. Theo dõi cái tâm mà vào cái hiện tượng hơi thở.
để thấy rõ được cái hơi thở đó như thế nào, cái tâm mình có đang đối diện với nó. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, sư nghe. Dạ, sư nghe. Sư có chỉ muốn biết rõ là sư nói về cái đau là đau từ việc ra, cái là đau từ nào phải sắc pháp, sắc pháp nó có bốn cái trường hợp nó hiện bài: nghiệp, tâm, vật thật, kiểu ý thiết gọi là sắc pháp. Nếu mà nói là đau là hiện tượng của sắc pháp, nó hiện tượng qua bốn yếu tố. Thứ nhất là nghiệp, tâm, vật thật, ý thiết. Do đó khi mà mình bị đau, mình coi đó là nghiệp không? Nếu mà nghiệp á thì mình sẽ thấy rõ đó là nghiệp. Thứ hai đó, nếu đó là cái tâm thì mình sẽ thấy rõ cái tâm mình là như thế nào. Thứ ba nữa là quý tiết, cái ngàn lạnh quá, nóng quá làm cho mình đau, sắc thân này cũng phải biết. Thứ tư nữa là vật thực, trong cái trường hợp đó vật thực mình nó đủ hay không đủ, do đó mình mới hiện tượng bị đau. Thì đó khi mà nói cái hiện tượng đau đó, người hành giả muốn trình pháp với vị thiền sư phải nói rõ cái trường hợp đó. Thế thì đầu là nghiệp, khi mới tưởng ngồi đau á, mà ngồi một cái trạng thái đau là mình vẫn mình no đủ nè, đang muốn khỏe mạnh, tâm mình đang vui vui phới, mình yêu thích là mình đang muốn ngồi thiền, đâu phải bị cưỡng ép ngồi thiền hay là miễn cưỡng ngồi thiền đó. Thì lúc đó cái đau đó nó sẽ đến, đó là đau nghiệp vì quá khứ mình đánh đập chúng sanh đó, và bây giờ bị đau. Thì cái đau nghiệp đó nó làm cho tâm mình khó chịu ghê sợ lắm, và lúc đó nó xé, nó hành hạ, nó làm quằn quại cái đau của mình. Mình đang hành hạ quằn quại chúng sanh kia, đang khổ trong quá khứ mình đã làm gì đó, thì đó là đau vì nghiệp. Thì lúc đó cái tâm mình sẽ không bị đau bởi cái nghiệp của thân, mà tâm mình thành sáng rõ được cái nghiệp đau của thân đó để mà mình giải quyết nó. Thì đó là lúc đó là sắc nghiệp thân đau, chứ không phải là tâm mình đau. Còn nếu như tâm mình đau á, và khi nó sắc thân này nó vừa khỏi là đau, cái tâm mình buồn thì đau đớn, mình chán chường, mình khổ sợ, sợ hãi lên đó, cái đó là cái sắc nghiệp sắc tâm đau, bởi tâm mình đang bị dao động, bị đau. Cái đó mình phải dạy cái tâm mình không có cái gì mà sợ cả, không có gì mà lo cả, không có cái gì mà phải quản hốt gì cả. Mình làm tốt mà nó có làm gì xấu đâu. Mình coi là cái tâm, thế đó là tâm mình bị đau, mà thân mình đang đau, mà tâm mình đang đau. Đó nè. Và cái thứ ba nữa là dần thực. Thế nên là khi mình ăn uống no nê đó, thì mình ngồi bị to, no bụng bị tức á, thân mình nó đau. Cái lúc đó mình mới nói chứ, trời ơi, đã mình biết ăn chút xíu là lời thôi, cái là mình khỏe, cho mình ăn nhiều hôm nay hơn, còn khó chịu đó. Cái đó là dật thực, mình coi cái dật thực đó. Dật thực nó có hai trường hợp, danh dật thực, sắc dật thực. Khi mà sắc dật thực là trong mình có một gì cũng như no. Nhưng mà danh dật thực này đó, xúc thực, tư thực, thức thực, nó cũng làm cho mình bị dính trong đó nữa. Chẳng hạn như đó, mình ngồi mình thích, mình ngồi mình quan hỷ đó, mình ngồi đó mình quan, mình no đó. Thì những cái đó nó làm cho mình bị cọt trong cái đó quá cái thời gian của nó, nó gọi là đau thì bệnh thật. Còn với vấn đề mà thời tiết và quý tiết của mình á, thì mình biết rồi, quý tiết á nó dễ sinh ra cái tinh tâm, cái thân mình đau lắm, lạnh quá cái mình cung lên như nè, thì nó chút xíu đó là máu mình chạy không kịp, tế bào mình luôn chuyển không kem xong, lúc đó mình bị đau cái thân liền. Cái đó là đau thì quý tiết mình chỉ cần phủ hay một cái khăn lên, hay là mình điều chỉnh lại cái, có nhiều người đó họ mà đau thì biết tiết á, thân họ đau thì biết tiết, họ có thể ngồi thì họ so nên nó luôn chuyển, nó cũng dẫn được như thế, nhưng mà cái tâm mình vẫn theo dõi được cái đó. Do đó đó, khi quý tử nói cái đau á, quý tử phải coi cái xác thân mình, phải rõ từ cái gì đó mình mới niệm được, mình mới bỏ thuốc, mình chữa gì nó mới được. Cái thứ nhất đó là mình nói về sắc pháp. Khi mà nói tê nhất của đau, mình bị đau như vậy đó, đó là sắc pháp. Nhưng mà nói về cái danh pháp, mình bắt đầu co lại. Lúc mà thân nó đúc vượt khỏi ra đau đó, cái trí tuệ mình phải chụp cái đau đó, mình thấy. Chứ đừng tìm ra cái nghiệp của mình loại nào, tâm mình loại nào, vật thực mình loại nào, quyết định loại nào. Lúc đó mình bắt cơ hội, đó là danh pháp, mình khai thác. Chứ mình chụp vô cái đau đó, mình khai thác đó là gì? Cái đau này nó hiện bài ra đó, làm tâm mình phải bị chi phối. Cái đau này là đau địa ngục, cái đau này là sinh tử, đau này luôn. Thế mình tâm mình nhìn vô cái đó, mình ra không? Thời gian là không, còn nghiên cứu thì nó nhiều tâm cho ta. Hiểu không? Thì sẽ nghe. Sẽ nghe. Hôm nay mới đại hỏi dữ à? Khi mà ngồi thì mà mình thấy đau như sư nói, chứ còn mới thấy là mình
nó thấy cái đau vận hồi lên điểm này kia nọ thì yeah. thấy mới ngó cái tâm mình coi có đau không thì yeah. cái tâm mình không có thích, không thích, không thích, con mới quay lại cái hơi thở một hồi con mới nói nó cũng còn đau. Cái sau cái một hồi cái con quay tới quay tôi vậy đó, cái con đầu ổn rồi con mới nói chứ này khổ, con nói cái đây con tim này tim khổ quá à. Cái ngồi đi con mới nói chứ sao cái tâm mình cứ nói chuyện hoài, nó đau nó tê nó khổ à, con thấy sao mà nó có hoài con biết à. Thì con biết thì thật thì có tật không, không có được cái đó là không có được. Đây xin nói với Phật tử nghe, khi mà cái thân mình bị đau á, khi mình nói cái tâm mình không thích á, là ngay đó là tâm mình đang đau. Ừ. Đó, cái đó là khác rồi. Khi mà thân mình đau á, cái tâm mình phải thích. Xong cái câu lúc đó con mới nhớ là nó là thân đau mà âm không đau. À. Con mới nói thân đau sao âm không đau được. À. Âm khó chịu. Đó. À. Đau. Dạ đó, cái đó là mình bị cuốn ở trong đó. Nên nó mới tự nghe kẹp không? Khi mà thân quý tử bị đau mà quý tử khỏi được một chút thôi, thật là khó chịu quá ha, mọi người này khổ quá ha, là tâm cô đang đau rồi chứ không phải là thân đau không đâu, mà tâm đau rồi, mà cái tâm mình đau á nó hai lần hơn cái thân mình đau một, cái đó thân nó đơn thuần thôi. Rồi con mới nói chị thì làm sao mà xin nghe tiếp, làm sao mà cái tâm không đau được? Cái tâm không đau đó là mình phải thấy là gì. Nếu cứ tưởng nghe thế này nhà xin nói cái này nè. À, để xin nói cho tự nghe nè. Xin nói một cái thí dụ này cho quý tử nghe ha. Quý tử nhà quý tử có của, nhà quý tử nhà co to, cửa rộng, đầy đủ tài sản, giàu có, phải không nè. Mà tên ăn trộm nó vô, quý tử sẽ nói chứ, thì khổ ghê nè. Vì có tài sản của cải này mà tên ăn trộm nó vô, mình buồn ghê vậy đó. Thôi bây giờ mình không muốn có tài sản của cải này được không? Không, không được. Chuyện của mình có tài sản của cải là của mình, còn tên ăn trộm vô là chuyện của nó. Mình chỉ còn cách là gì, mình giải quyết nó và mình giữ cái tâm mình để mình theo dõi đó, mình giải quyết nó một cách sáng suốt. Đó là cái khôn khéo mình. Không lẽ gì nó vô cái mình bỏ hết tài sản của mình để mình ở không, mai mốt nó không muốn nó vô nữa. Cái đó là nên cái tâm của mình là vậy đó. Nên quý ông tử nghe kịp không, cái thân của mình mà đang đau, mà khi mà cái thân mình đang đau mình phải coi cái tâm của mình đó, là nếu mà cái thân này mà nó đau mà tâm mình còn biết được đau á, là như vậy đó là cái cơ hội tốt cho mình á, mình mới kịp mình thấy được sự thật đó. Còn nếu như mà mình không thấy đó, mai mốt nó cho mình cái khác nữa đó, mình không biết đó, mình còn mê muội hơn đó, mình còn đau khổ hơn đó, nó bị gạt nữa hơn nữa. Cái đó cái mình lúc đó mình mới sáng suốt hơn. Sáng suốt cũng như là mình có của, mình không phải sợ người tên trộm cho mình bỏ hết của cải, mình vẫn giữ được của, nhưng mà mình cách sao mình loại trừ cái tên ăn trộm này ra. Cái đó là cái trạng thái cái tâm của mình đó là như vậy đó. Do đó cái tâm nó không đau là luôn luôn là cần quan trọng. Là vì sao? Mình phải có sự sáng suốt, mình nhìn thấy cái đau này là đau thân hay là đau này đau về tâm, và đau về thân đó mình giải quyết cái tâm mình không đau, mình giải quyết nó được. Còn khi mà tâm mình bị đau lên á thì mình không còn đủ để mình giải quyết cái tâm mình đó, làm sao giải quyết được cái thân mình đang đau là cái thứ hai. Cho đó khi mà cái thân mình đang đau lên cái mình nói trước, ô cái thân này đau khổ quá ha, thì bắt đầu mình nhìn vô cái thân đau khổ, đang đau khổ như thế nào, nó như thế nào nó đang đau khổ, mình nghĩ nó hay là nó đang có, mình phải nói rõ mình nghĩ nó hay là nó đang có. Nếu đang có là sao tí, mình nghĩ nó là sanh nha, bắt đầu mình nhìn tiếp. Mà nó ra sao cho coi tiếp coi, nó bắt đầu lên nữa, tức là mình nghĩ nó hay nó đang có, mình đâu có là sa tí và sanh nha. Còn mình nhìn tiếp nữa, sa tí và sanh nha, loại bỏ sanh nha lấy sa tí, loại bỏ sanh nha lấy sa tí, thì tâm lúc đó đâu còn nói là đau, tâm đâu còn chán, tâm đâu còn không thích, tâm còn đang hấp dẫn, đang theo dõi tiếp mà, thì tôi luôn luôn tào đổ thì hấp dẫn đó là cái đó là mình ra khỏi cái tướng khổ đau của tâm tướng đó. Con nói là đau quá gì tùm lum vậy là thân thân gì là tại thân là thân nhớ thân thân gì thân kiến, nó tại có thân thì nó mới đau. Dạ, từ đó mình trở lại là thân thân kiến tham tham cái mấy tham từ mình kiến dễ dàng như vậy đó. Do đó các quý tự quan hiểu cho tôi nghe nè, là mình có của không phải gì tên trộm vô mình lấy của mình đổ hết để mình yên tâm, còn mai mốt còn trộm không vô nữa,
không có của mình chẳng giữ, mà mình dặn đối diện với thằng con trộm đó, mình phải biết dặn biết đó thì nó mới được. Còn không á, đụng nhóm chéo còn mình bóp bỏ thì làm sao ngã. Cũng vậy, khi thân mình đau mà tâm mình nó dao động trong đó, họ kết lo thế ông tôi nói bà đừng có sắm sửa nhiều, sắm sửa nhiều dẫn chồng cái vô nè, mình có đồ ăn nhiều cái kiến nó bò vô nè, mình khổ ghê vậy đó. Thì đó là mình bị gói nùi trong cái trạng thái của pháp. Mình phải lấy trí tuệ mình cắt nghĩa của nó, cắt nghĩa nó đó là sa tí, mà mình gói nùi trong đó là sát nha. Mà lúc đó thấy ba la mật và thấy khắp diện và các bất thiện, hiểu không? Hiểu không nào? Lúc đó ba la mật hay là bất thiện và bất thiện, đó là pháp thiện và bất thiện đang dần dần co. Như vậy thì lúc đó mình có dùng ba la mật hay không dùng ba la mật? Ba la mật không lôi mình ra, mà lúc đó mình lại trở vô trong cái thường quen có thiện và bất thiện của mình. Mình quên cái ba la mật mà chính mà tại vì sao? Trong đời sống hàng ngày, trong ngày thường thường mình không dùng ba la mật, dân ngôn gió luyện đồng chuyện mình mất ra được. Còn có một sụ lơ cái chiêu này chiêu gì đây đang đợi tàu pha rồi đánh đùng nó lẹ quá, tôi đang tính cái chiêu này rồi nó làm cái bộ nhã luôn nghe kiểu ha. Thế đó là như vậy đó. Dạ xin nghe. Dạ con dạ xin nghe. Dạ dạ xin hiểu. Dạ đối với cái đau thì con thấy là ở đây bây giờ là quý vị bắt đầu làm việc mà đối diện cái khó nhất là cái đau, thấy là con nãy giờ con nghe thì con thấy cái tóm tắt lại là cái thái độ của mình đối với cái đau, thì con thấy là quý vị nên chú ý đến cái thái độ của mình đối với cái đau. Cái thái độ á mà cô đang nói tự nghe đó là cái tác ý, cái tác ý nha. Thì cái thái độ đó nó phải có là cái đầu tiên là giống như bệnh nhân của con mà đến để chích hay để lấy máu rồi con thấy từ nhỏ tới lớn, từ già tới trẻ thì sợ hết, thấy cái kim là họ đã suy nghĩ về cái kim rồi, họ đã đau rồi mà chưa có đâm. Thì cũng như ở đây nhiều khi chưa ngồi thiền mà mình đã nghĩ tới cái đau mình rất sợ. Mà khi mà nếu đối với con là con thấy nó rất là giúp, mấy chục năm nay là nó đổi, là nó đổi không phải không còn đau nữa. Cũng như má con là má nói đau từ thớ thịt chứ không phải là bắp thịt nữa, mà all the time. Mà tại sao mà vẫn bị lạc được là tại vì cái thái độ mình chấp nhận nó rồi mình niệm, thì nếu mà thư giãn toàn thân mình được á, rồi mình để nó như là mà không phải là cái đau của tôi, chỉ có cái niệm và cái sự cảm xúc hoặc là nhìn lại cái tâm nó phản ứng với cái đau như thế nào. Nhìn con thấy là cái này rất là giúp, là tại vì khi mình bắt đầu mình ngồi mình với cái thái độ là mình sẵn sàng chấp nhận để niệm tất cả những cái cảm thọ chi, dù có hạnh phúc, dù có đau khổ, dù có hãi hùng, nó không có phải là cái giá trị nó bằng nhau nếu có chánh niệm. Mà tôi nếu có cái thái độ chân chánh là cái gì? Mình chấp nhận và mình niệm nó, mà không phải là của mình nữa, mà cũng phải mình niệm là cái tâm niệm nó niệm, thì con thấy không có cái tôi trong đó thì nó sẽ tách ra. Quý vị sẽ từ từ quý vị thấy thử đi, là cái thái độ mình ngồi rì lạc toàn thân, mà tôi nói không cái thái độ thân mà từ thớt rì lạc. Khi mà rì lạc rồi là không phải cái hình dáng của tôi nữa, mà cái đau nó khởi lên ra cái gì chứ con thấy ngày Satila dạy á, cái đau này còn nếu mà mình thanh hùng á, mình mà thấy định mình tốt, mình thư giãn toàn nhẹ, mình thấy mình đối diện được, thì ngài nói nhìn cái đau này nó ở da, ở thịt, ở gân hay ở tủy, có lúc nó nhào lộn, có lúc nó quặn thắt, có lúc nó tâm nó đủ gì. Rồi một cái sự niệm và một cái cảm giác đó, thì quý vị niệm rồi tới chuyện cái màn đó hạ, một giây phút nào đó quý vị sẽ kinh nghiệm, thì sau đó mình đã đối diện được cái đau, mình biết cách cái thái độ của mình, thì sau đó cái đau của cuộc đời mình hay cái đau bệnh đó, ai đi có mổ già đau này đau kia ít hơn như là đau, mà con thấy nó giúp con là nhờ cái thái độ đó mà con đối diện được bao nhiêu trận mổ,
mà không có một viên thuốc nào hết để, tại vì mình biết cách để đối diện với nó, thì tôi nghĩ là cái thái độ mà mình chấp nhận nó, mà mình nhận nó, mà không phải tôi nữa, thì là tôi thấy nó giúp lắm nếu mà mình chịu thử là. Yeah. Tại vì mình phải đối diện mà mặt hay qua thì mới đối diện được những cái đau trong đời. Sư có năm, dạ cảm ơn cô. Sư nghe. Sư, có hồi mình cũng đau. Nhưng mà cái đau đó, quý vị, đau là chuyện có. Đau là chuyện có, đau là do việc quá khứ của mình. Còn không để ý nó, biết nó đau thì cái đau rồi thôi, con nhảy qua liền. Mình đưa ngồi thiền, mình đưa tập cái chánh niệm để mình đi giải thoát, mình đưa làm chuyện thiện, mình tiếp tục nhiều chuyện thiện, là còn tác ý, còn không nghĩ tới cái đau nữa, niệm một quần rồi mình phải sửa cái tâm mình lại, à mình đưa ngồi thiền, mình tập thiền này, mình tập quen với bản hiện mình là bản đau nè, mình tập thiền để một ngày kia mình chết cũng gặp cảnh đó, mình làm quen cái đó, mình không có sợ hãi, mình đưa làm chuyện thiện, còn tiếp tục làm gì hoài thì còn để ý tới cái đau nữa. Dạ. Còn tác ý như vậy anh cứ cũng thương. Dạ sao thú, nhưng mà chưa có ba lần nặng thì không sao. Thì con là con không có nói ra, nhưng mà con hàng ngày con đã làm rồi, con biết mỗi ngày con làm rồi thì con vô đó hết. Rồi. Dạ, sự của con là trong đó gồm trong đó rồi, mỗi ngày con đều làm. Có ba lần nặng rồi. Dạ con có làm. Ba lần. Rồi. Dạ. Còn cái nào nữa? Con có tỉnh còn chưa? Ta nghĩ chưa? Rồi ta xa thú là xa thú xa. Rồi cũng được tự từ sao chúng ta. Ba tiếng có cần là tâm sang tâm si. Dạ. Chứ lại sự đó là một tử nha. Vì sao ta vô học là ta phải ôn bài đó nha. Dạ. Nhớ hiểu không? Ôn bài đây. Mấy người nhớ phô huynh này dùng cái cần. Sao thì là chúng ta lại lái xe đi cần. Các bạn phụ vô lớp, dọn lớp cho bàn nha.